Xin chào, Minh Xu rất là vui khi được gặp gỡ tất cả quý vị đang cùng theo dõi tập đầu tiên trong chuỗi chương trình livestream của Heineken với chủ đề Đón lễ hội kỳ diệu, được phát sóng tại fanpage chính thức của Heineken Việt Nam. Yay! Quý vị thân mến, hôm nay là Minh Xu cảm thấy vô cùng hào hứng khi được gặp gỡ tất cả quý vị trên livestream này và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời cùng với nhau quý vị nhé. Kính thưa tất cả quý vị, phải nói là trong dịp cuối năm này thì chúng ta đang có rất là nhiều những cái dự định, những cái hy vọng của mình, và đặc biệt hơn hết là chúng ta hay gọi vui với nhau đó chính là mùa lễ hội cuối năm, đúng không ạ? Mà mùa lễ hội chắc chắn chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái bữa tiệc cùng với nhau, cùng những người thân trong gia đình, cùng những người mà chúng ta dành tình yêu cho họ rất là nhiều. Cầu mong cho tất cả quý vị sẽ luôn luôn có được những cái giá trị về mặt tinh thần tuyệt vời như thế. Và cũng đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Hòa mình vào không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt với chuỗi chương trình livestream Heineken. Chúng tôi rất là mong muốn mọi người tạo nên một kỳ nghỉ lễ kỳ diệu cùng với nhau. Và chắc chắn rồi, chúng tôi hứa hẹn đến với tất cả quý vị sẽ có rất là nhiều những cái món quà tuyệt vời dành cho tất cả quý vị khán giả của Heineken. Dù quà lớn hay quà nhỏ, chúng tôi hy vọng rằng hãy để Heineken lo hết tất cả những món quà này để chúng ta sẽ nhân đôi thêm những niềm vui và hạnh phúc mới trong mùa lễ hội cuối năm nay. Quý vị thân mến, trong chuỗi chương trình của livestream Heineken với chủ đề là Đón lễ hội kỳ diệu thì tối ngày hôm nay là tập đầu tiên quý vị nha. Cho nên là chúng ta sẽ tìm ra được 4 cặp quà để trở thành hiện thực. Dạ, 4 ước nguyện mà khách hàng của chúng tôi đã chia sẻ về với Heineken qua Myrosite. Và trong tuần vừa qua rồi sẽ được Heineken thực hiện, và ngày hôm nay chỉ có 4 cặp quà may mắn nhất mà thôi được hiện thực. Và bên cạnh đó chúng tôi sẽ có 2 món quà rất đặc biệt và giá trị dành cho tất cả các bạn khán giả theo dõi livestream trực tuyến cùng với chúng tôi ngày hôm nay luôn. Wow, rất hồi hộp đúng không ạ? Minh Xu sẽ được bật mí luôn. 2 món quà giá trị này là gì? Đó chính là 2 chiếc iPhone 13 Pro 1T. Wow, wow, wow. Ai sẽ là chủ nhân của 2 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro 1T này đây? Chúng ta hãy cùng tham gia với Minh Xu một cái hành động nhỏ thôi quý vị. Hãy share livestream này về Facebook cá nhân của mình để lan tỏa những sự yêu thương, đặc biệt là chương trình của Heineken trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và cái cách thức á, thì Minh Xu sẽ bật mí sau khi Minh Xu giới thiệu một người bạn đồng hành với Minh Xu ngày hôm nay. À, ai cũng có đôi có cặp, quà tặng thì cũng có cặp có đôi, không lẽ tôi đứng đây lẻ loi một mình, đúng không ạ? Minh Xu sẽ được giới thiệu với tất cả quý vị khách mời đặc biệt của tập đầu tiên trong chuỗi chương trình livestream của Heineken tuần này. Đó chính là một chàng diễn viên MC rất là đẹp trai, tài năng, duyên dáng. Xin được giới thiệu Liên Bỉnh Phát. Yeah. Hey. Hello anh, khỏe không? Lâu không gặp ha. Dạ. Yeah. Wow. Cool ha. Thì đây, anh nhìn đi, ngày hôm nay Phát tới đây với cái outfit này nó quá là hợp với cái sân khấu này đúng không ạ? Đúng rồi. Cảm xúc đầu tiên của Phát khi đến với chương trình của Heineken như thế nào nè? Dạ, trước tiên thì chào anh Minh Xu ha. Dạ. Cho Phát là gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, những ai đang theo dõi livestream của Heineken ngày hôm nay với chủ đề đó là Đón lễ hội kỳ diệu. Chào tất cả mọi người. Ok, bây giờ chào rồi. Cho anh biết luôn, bây giờ bước vào cái không gian của Heineken. Đón lễ hội kỳ diệu thì em thấy kỳ diệu nhất ở trên sân khấu này là cái gì? Đó là rất là nhiều bia anh. Ừ đúng rồi. Học đúng rồi, là rất là nhiều quà nha. Chính xác. Tại vì thật ra là Phát cũng may mắn được đồng hành cùng với Heineken trước giờ cũng nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà bước vào cái không gian này thì Phát có một cái sự nó phải nói là nó hơi choáng ngợp chút xíu. Choáng ngợp. Háo hức. Dạ. Bởi vì cái gì cũng vậy, một cái không gian đầy màu sắc lễ hội như thế này nó làm cho chúng ta cảm thấy là quá là wow, mình rất là chuẩn bị cháy hết mình. Và đặc biệt Phát rất là thích cái thông điệp của chương trình. Đó là? Tại vì khi mà nhận lời mời làm tham gia chương trình với vai trò là khách mời. Dạ. Thì Phát cũng biết là mình sẽ cùng với lại anh Minh, cùng với lại Heineken sẽ trao tặng những cái phần quà, những cái câu chúc ý nghĩa đến cho tất cả quý vị khán giả. Phát rất là thích thông điệp này. Cho nên là ngày hôm nay hy vọng rằng là Phát sẽ đồng hành với Minh Xu, và đặc biệt hơn hết là sẽ trao may mắn cho những ai đã theo dõi chương trình livestream của chúng tôi, và đặc biệt hơn hết là trao cái sự yêu thương của mình dành cho tất cả các bạn khán giả của Heineken nhé. Dạ, rồi vô nhà mời ghế. Okay, ngồi đây Phong. Nó gần lắm em. Dạ. Dạ. Thực sự ra thì Minh Xu đang cầm trong tay chiếc điện thoại này để làm gì ạ? Để cùng kết nối với tất cả các bạn khán giả đang theo dõi livestream cùng với chúng tôi ngày hôm nay luôn. Các bạn chỉ cần lên fanpage chính thức của Heineken Việt Nam thì các bạn đã coi được livestream trực tuyến này cùng với chuỗi chương trình này hàng tuần luôn nha quý vị nha. Hôm nay là tập đầu tiên. Cho anh nên Minh, như vậy là chương trình mình đang livestream thì đang Phát livestream cũng luôn sẽ theo dõi để mà cũng chờ xem bình luận các bạn là gì. Chính xác. Để mình tương tác với các bạn luôn đúng không? Chính xác. Ok. Rồi, hiện nay thì Minh Xu đang thấy
Wow, có gần 5.000 người xem trực tuyến rồi. Và Minh Xù mong muốn là con số này sẽ càng ngày càng tăng nhiều hơn nữa. Và các bạn comment thật là nhiều những cái lời ước nguyện của mình, cũng như là những lời chúc phúc dành cho những người mà các bạn yêu thương nhất, và cùng tham gia mini game đầu tiên với Minh Xù nhé. Tát, bây giờ em chơi không? Chơi chứ. Chơi game đầu tiên với anh nha. Tức là mới vô là có game phải không? Có game đầu tiên. Có game có quà không? Quà là iPhone 13 Pro 1T. Chơi anh. Chơi. Không cần biết game là gì, chơi nhé. Ủa? Không, nhưng mà em có thể là kêu gọi người nhà chơi, fan chơi, khán giả của em chơi, nhưng em không được chơi. Ủa? Tức là em với anh là người kết nối để mình giúp Heineken trao giải, trao quà đến cho mọi người. Đồng ý. Thật ra thì ngay bây giờ thì Phát với Anh Minh cũng đã sẵn sàng rồi, mà tất cả quý vị chúng ta, những ai đang theo dõi livestream thì chúng ta cũng có thể share cái livestream này rộng rãi ra để cho tất cả bạn bè của chúng ta có thể biết đến chương trình này. Yeah. Bởi vì Phát cam đoan ngày hôm nay sẽ là một cái chương trình rất là đặc biệt, từ đầu tới cuối chắc chắn là nghẹt thở với quà tặng. Dạ, chính xác như vậy. Rồi, cách thức vô cùng đơn giản thôi. Trước khi lên sóng 15 phút á, thì chúng tôi cũng đã có một cái hình chờ. Trên đó thì cũng có cách thức chơi một cái game này rồi. Dạ, cho nên là chúng ta đã tham gia vào này, chúng ta đã tham gia vào cái mini game đầu tiên của chương trình rồi. Và chương trình sẽ có thêm 15 phút nữa dành cho tất cả các bạn khán giả mới vừa vào livestream của chúng tôi xem và cùng tham gia cái mini game này cũng sẽ có cơ hội nhận được cái giải thưởng là một trong hai chiếc iPhone 13 Pro 1T. Wow. Nha. Rồi, cách thức vô cùng đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần comment phía dưới cái livestream của chúng tôi, lời ước nguyện nè, lời chúc phúc nào đó nè, kèm theo những hashtag. Hashtag Heineken. Hashtag là... đón lễ hội kỳ diệu. Hashtag 2022 món quà. Và một cái điều mà Minh Xù nghĩ rằng là các bạn sẽ là chủ nhân của cái giải thưởng lớn này thì chắc chắn là mình sẽ rất là vui. Nhưng mà có đồ có cặp, có tới hai chiếc. Nhưng mà Pháp nghĩ là các bạn phải tát thêm ba người bạn nữa đúng không? Chính để xác cho là cái tình yêu thương này được lan tỏa rộng rãi. Chính xác hơn, luôn. Đúng không ạ? Rồi, các bạn đã hiểu cách thức chơi đúng không ạ? Và chương trình sẽ có 15 phút bắt đầu từ khi chương trình mở màn, thì chúng tôi sẽ đóng cái cổng này lại và sẽ lựa chọn ra ngẫu nhiên chủ nhân của hai chiếc điện thoại iPhone và công bố vào cuối chương trình. Rồi. Ok. Tức là chúng ta sẽ từ bây giờ chúng ta sẽ có 15 phút. Chính xác. Để mà có cơ hội nhận được hai chiếc iPhone đó. Nha. Yeah. Ok, cố lên mọi người nha. Kêu gọi fan đi. Dạ, yeah, cố lên. Mọi người ơi, hãy cố gắng, thật sự là chúng ta hãy theo dõi với một cái tinh thần gọi là nồng cháy, chuẩn bị luôn luôn trên thế nhận quà bất ngờ mọi người nha. Đồng ý. Dạ, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một hành trình quà tặng đầy bất ngờ và hấp dẫn đến từ chuỗi chương trình livestream của Heineken, và hy vọng rằng là các bạn sẽ theo dõi từ đầu cho tới cuối luôn nha quý vị nha. Và chắc chắn rồi, nhưng mà chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái mục đích chính, đó chính là ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 4 cái hộp quà, 4 cái cặp nhận được cái món quà đặc biệt của chương trình và hiện thực cái ước nguyện của họ. Vậy cho Phát hỏi đi, thí dụ như những ai sẽ là những người được may mắn ngày hôm nay là 4 cặp câu cái lời quà tặng đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cái ước nguyện của em á. Ước nguyện đó. Đúng rồi. Thì là ai? Từ 0 giờ ngày 1 tháng 12 cho tới 0 giờ ngày 9 tháng 12 vừa qua. Đó là tối ngày hôm nay là chúng ta lên livestream là chúng ta để công bố may mắn nè. Ok. Nhưng mà chúng ta đã có một tuần vừa qua để lên website của chúng tôi tạo ra những cái tấm thiệp ý nghĩa. Website của chúng tôi đó chính là heineken.2022monquà.com.vn. Các bạn lên đây thì các bạn sẽ tạo được một cái tấm thiệp như ý của mình. Dạ. Và gửi tặng cái ước nguyện này đến với cái người nhận. Đó, các bạn đã điền đầy đủ thông tin. Sau khi hợp lệ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay số ngẫu nhiên may mắn. Cái người nhận được quà là chuyện bình thường, nhưng Heineken quá tuyệt vời khi người gửi cũng được nhận quà tương tự giống như người nhận. Như vậy là ngày hôm nay mình tìm ra 4 cái lời chúc may mắn nhưng mà có đến 8 phần quà. Và tối đa là lên tới 100 triệu đồng một lời ước nguyện. Coi như tính ra nha là có 800 triệu ngày hôm nay. Có nghĩa là cái người mà may mắn đó họ muốn tặng quà cái gì thì Heineken sẽ thay cái người đó tặng quà. Chính xác. Thí dụ như mà Phát ghi trong đó là muốn tặng một ngôi nhà cho người bạn của mình thì em có dự tính là ngôi nhà xây 100 triệu là cái quy mô sao không? Chương trình có tối đa 100 triệu thôi. Tức là khi mà vượt quá cái mốc đó. Đúng rồi. Thì là mình quy về 100 triệu. Là quy về 100 triệu hết nha. Cho nên là quý vị ơi, Phát mách nhỏ cái này, nếu mà mình có lỡ tặng quà rồi thì mình tặng gì đó cho nó có giá trị thiết thực chút xíu về cả tinh thần và vật chất đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, quý vị thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chương trình ngày hôm nay với rất là nhiều những cái cơn bão quà tặng khác nhau dành cho tất cả mọi người. Và mở đầu đó chính là Magic Hour. Đây là một cái
chương trình nhỏ nằm trong một cái chương trình lớn và song song cùng với livestream của chúng ta luôn. Dạ, đó chính là khi mà các bạn truy cập vào website heineken.2022monquà.com.vn thì các bạn chỉ cần tạo cái thiệp thôi. Dạ, trong cái thời gian tạo đó thì chương trình vẫn diễn ra livestream. À, vừa coi livestream vừa lên website và làm theo hướng dẫn của chương trình thì chắc chắn các bạn sẽ là một trong số 111 người sở hữu được cái giải tận hưởng cùng Heineken. Giải đó là? Giải đó là hai thùng, hai thùng bia Heineken với 24 lon mỗi thùng, tùy cái sản phẩm nào bất kỳ. Tức là bây giờ trong khoảng thời gian mình đang livestream chương trình, các bạn vẫn đang có thể tham gia được. Chính xác luôn. Rồi. Ok, và bây giờ hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ chia sẻ cái livestream này cùng với chúng tôi và tương tác thật là nhiều nhé. Chúc cho tất cả các bạn sẽ là những người may mắn nhất ngày hôm nay. Còn bây giờ, chương trình sẽ có 4 hộp quà bí mật dành cho tất cả chúng ta. Chuẩn bị săn quà nhé. Ok, sẵn sàng. Okay. Rồi, sẵn sàng. Trên màn hình hiện nay các bạn thấy đang có 4 hộp quà rất là to đúng không ạ? Wow, màu đỏ, màu xanh rất là nổi bật luôn. Và bây giờ Phát, em muốn mở hộp quà nào trước? Bây giờ Phát nghĩ thì thôi, mình cứ theo thứ tự. Ok. Đầu xu đưa lọt. Ok. Phát thích số 1. Số 1 trước. Dạ. Nhưng mà anh không thích số 1. Anh thích số mấy? Anh thích mở số 1. Ok. Phải có cái từ mở nó vô nữa. Là anh đang nói á. Anh đang nói đó. Ok. Rồi, và các bạn thân mến, trước khi chúng ta mở cái hộp quà bí mật đầu tiên thì Minh Sùng xin được thông báo là chỉ còn 4 phút nữa thôi là chúng tôi xin phép là được đóng lại cái sự chia sẻ những cái comment của các bạn để nhận được cái giải thưởng may mắn trong ngày hôm nay là chiếc điện thoại iPhone 13 Pro 1T nha. Cho nên các bạn hãy nhanh tay lên và bên cạnh đó sẽ tiếp tục với chương trình chính là khám phá xem món quà bí ẩn cái hộp số 1 này sẽ có cái gì ở trong đó hen. Dạ, và cùng đang rất là háo hức đây. Bây giờ mình mở liền luôn không anh? Cái khẩu hiệu của em nó ghê lắm. Ghê không? Bây giờ em chỉ cần nói cái gì đó, nhưng mà thì cái hộp này nó sẽ linh nghiệm với cái quà tặng hấp dẫn khác nhau. Nhưng mà cho bây giờ cho Phát hỏi là trong mình có tổng cộng là 2022 món quà cho xuyên suốt buổi livestream ngày hôm nay. Dạ. Như vậy thì một cái thùng quà như vậy là nó có được bao nhiêu món quà? Thì đó là 2022 món quà. Nhưng mà cho tổng cộng nguyên một cái chuyện livestream đúng không? Đúng rồi. Còn một cái thùng quà nó khoảng bao nhiêu? Cái thùng đó thì tùy. Tức là mình mở là mình mới biết hả? Anh cũng đã nói chuyện với ban tổ chức là mình phải chia ra để tăng thêm cái sự kịch tính và hấp dẫn qua từng hộp quà bí mật em. Nhưng mà bây giờ Phát cũng đang rất là tò mò nha, không biết là trong đó nó là những cái phần quà gì. Đôi khi nó là một cái gì đó của em chẳng hạn. Cái gì ghê vậy? Ví dụ như là chiếc điện thoại iPhone của em đang xài chẳng hạn. Ê không, cái này của em đang xài chứ không phải là của quà của ban tổ chức. Ok, nó được, nhưng mà của chương trình thôi. Dạ, thật ra mọi người là chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ kéo dài xuyên suốt khoảng tầm 70 phút. Chính xác. Nhưng mà cái quan trọng là từ nãy tới bây giờ là cái gọi là cái gì ta, trúng hai cái chiếc điện thoại iPhone 13 Pro với dung lượng là 1TB cũng đang sắp đóng lại rồi. Cho nên là mọi người chúng ta hãy nhanh tay hơn nữa để mà tham gia comment. Dạ, theo cú pháp nãy giờ mà anh Minh cũng đã chia sẻ để chúng ta trở thành mà anh chủ nhân. Cái cú pháp đó là cú pháp rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần comment ở phía dưới, chỉ còn 2 phút nữa thôi mọi người. Trước khi mà chúng ta mở chiếc hộp quà bí mật đầu tiên thì Minh Sù sẽ câu giờ để cho các bạn có thể là share thật là nhiều, cũng như là các bạn comment phía dưới thật là nhiều. Chỉ còn 2 phút nữa thôi, các bạn nhanh tay lên nhé. Hãy chia sẻ cái lời ước nguyện của mình và lý do vì sao mình lại ước cái đó. Đúng rồi, cái lý do vì sao mà chúng ta cần chia sẻ cái thông tin này đến với người nhận là ai, và đặc biệt là nhớ hashtag nha. Hashtag phát nhớ của bạn hashtag đúng không? Heineken. Hashtag đón lễ hội kỳ diệu và hashtag 2022 món quà. Rất đơn giản thôi, và hình tag như mình cũng phải tag ba người bạn. Chính xác là như vậy. Ok, rất đơn giản, chỉ còn 1 phút nữa, mọi người nhanh tay lên nào trước khi mà chúng ta sẽ mở ra cái hộp quà bí mật đầu tiên. Minh Sù có nghe thông tin là chỉ còn 30 giây nữa thôi. Mọi người ơi, chuẩn bị nha. Nhìn lên màn hình LED. Chúng ta sẽ nhìn lên cái màn hình này để chúng ta theo dõi xem là cái thời gian nó rất quan trọng. Hồi hộp quá. Rồi, 3, 2, 1. Và chúng ta còn 15 giây nữa nha mọi người nha. Ok, cố lên nào. Phát 15 giây cuối cùng để chúng ta vẫn có thể nhanh tay mọi người nha. Vẫn nhanh tay để comment được trong thời gian 15 giây. Thoải mái. Hình như là ban tổ chức mới thông báo thời gian giãn ra hơn chút xíu. Giãn ra được thoải mái. Còn 40 giây. 40 giây. Chính xác là như vậy rồi. Ok. Như vậy thì thoải mái thôi. Cố gắng comment. Biết đâu mình là người may mắn nhận được chiếc điện thoại iPhone 13 Pro với dung lượng là 1TB ngày chính hôm xác. Nay. Trời ơi, 1T là coi như là chụp hình nha, quay video clip nha, coi như là làm bất kỳ cái thứ gì trong cuộc sống của mình hạnh phúc nhất, ví dụ ghi lại những cái hình ảnh hạnh phúc của gia đình của mình chẳng hạn. Đúng không? Hoặc là chúng ta có thể như anh Minh là mình xài những cái app mà giúp cho mình trẻ hóa đó mọi người cũng được ha. Ok, nhưng mà 15 giây còn 15 lại cho mọi người comment. Ok, quên app đi. Vâng. Mặc dù là chúng ta nên xài app nha. Vâng, 9 8 7 6 5
4, 3, 2, 1. Hết giờ. Yeah. Và chúng ta xin được phép đóng cổng chia sẻ của các bạn lại trong buổi tối ngày hôm nay để tham dự ai sẽ là chủ nhân may mắn của chiếc điện thoại iPhone 13 1T, Pro 1T. Ha. Cho phép hỏi là khi nào mình sẽ biết được kết quả hai người may mắn? Gần cuối chương trình thì chúng ta sẽ quay số ngẫu nhiên cái hộp quà này. Ok, yeah. Như vậy thì các bạn chúng ta cũng nhớ là theo dõi tiếp tục chương trình đến cuối chương trình để mà chúng ta biết đâu mình là người may mắn để mà có thể được nhận ngay những cái thông tin kịp thời từ ban tổ chức. Ok, rồi. Và bây giờ xin mời màn hình hiện lên 4 hộp quà bí mật của chương trình. Đây rồi. Nói chung Phát ơi, thật sự anh rất là mê nhận quà. Anh là một cái bạn trẻ nó như vậy đó Phát. Cái vế sau là mê nhận quà là hợp lý rồi. Cái vế sau là hợp lý rồi. Trẻ chứ. Ok. Nhưng mà vấn đề là mình nhận quà ngày hôm nay nó sẽ tăng theo từng cấp độ khác nhau. Nhưng mà không phải đơn thuần là khi mà hộp quà mở ra đó, chúng ta nhận lấy cái món quà đó đơn giản. Chúng ta phải có những cái bước hoàn toàn khác nhau. Rồi bí kíp săn quà. Thì cái này nó khó không anh? Không, rất đơn giản luôn mọi người. Nghe thật là kỹ Minh Sù chia sẻ nha. Okay. Cái bí kíp này để giúp cho tất cả chúng ta sẽ săn được nhiều quà tặng hấp dẫn ngày hôm nay cùng với chương trình của Heineken. Rồi, khi mà cái hộp quà của chúng ta sẽ bắt đầu mở ra thì các bạn hãy nhìn thật là kỹ lên màn hình. Sẽ có rất là nhiều những cái mã, những cái voucher, những cái mã code hoặc là những cái hashtag vân vân. Thì các bạn chỉ cần săn lại những cái hình ảnh đó. Các bạn có thể là chụp hình lại nếu như mình hay bị quên á. Thì mình chụp bằng hình lại, sau đó thì mình sẽ quét cái mã QR ở trên cái livestream của chương trình. Đó, hoặc là các bạn đang vào cái đường link ở phía dưới. Đó, thì các bạn sẽ đăng ký thông tin đầy đủ theo hướng dẫn của ban tổ chức. Thì các bạn sẽ nhận được một cái email confirm là tôi là người may mắn chiến thắng cái voucher này. Nhớ ủa, nha. Như vậy Phát hỏi là thí dụ một người thì có thể có được bao nhiêu món quà đó? Tùy. Em có nhiều những cái điện thoại hoặc là nhiều những người xung quanh hoặc là nhiều email thì em sẽ nhận được nhiều quà. Như vậy là quý vị ơi, một email chỉ được nhận một phần quà mà thôi. Chính một xác. Cái mã code mà thôi. Yeah. Và theo như mình chia sẻ là chúng ta nhận mã code xong rồi thì chúng ta nhớ vào cái thao tác đó là đổi quà nha. Theo cái mã QR code hoặc đúng, là cái đường link được khi mới dứt bình luận mọi người nha. Chính xác là như vậy. Rồi, và chỉ có 3 phút khi mà hộp quà của chúng ta mở ra thì các bạn phải săn thật là nhanh tay nha và đổi quà liền luôn nha các bạn nha. Rồi, Phát ơi, bây giờ cái khẩu hiệu của em nó sẽ đáng giá. Phải không? Đúng. Bây giờ tới giá trị của em nó phát huy đúng không? Giá trị của em nó phát huy. Ở đây. Cho phép em chỉnh trang. Chỉnh chu lại. Dạ. Ok. 3 2 1 mở hộp ạ. Mở ạ. Chỉnh hơi lâu nha. Ok. Chưa luôn. Rồi. Bây giờ anh mở ra thôi để cho các bạn biết cái giải thôi. Dạ. Đó, cái giải thưởng ở hộp quà bí mật của chương trình là gì? Chúng tôi sẽ có 440 cái voucher GrabFood và mỗi voucher trị giá 100.000 đồng. GrabFood hả? 440 lận cho nên là các bạn cứ thoải mái. Được nha, có thực mới giật được đạo nha. Đúng. Rồi. Bây giờ khẩu lệnh của em mới là quan trọng nè. Tới thiệt không? Tới em nữa. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị săn quà. Các bạn sẵn sàng. 3 2 1 xin mời. Yo! Yeah. Đó, các bạn thấy không? Có nhiều cái hashtag nè, hoặc là có nhiều những cái mã nè. Đúng rồi, có chụp lại, chụp lại. Thì bây giờ nếu mà các bạn chụp lại rồi, đúng không? Các bạn tiếp tục vào cái mã QR code đó, đúng, quét cái mã đó hoặc quét là vào cái link hoặc là vào link được ghi ở phía dưới. Để mình đổi quà. Đúng, đổi quà. Làm theo hướng dẫn thôi. Đây, các bạn truy cập vào đường link để đổi quà nè. Đó, rất là đơn giản luôn. Chương trình livestream thì chúng tôi có đội ngũ ekip rất là hùng hậu để có thể hỗ trợ cho các bạn những cái cách làm sao để nhận được quà hợp lý nhất và nhanh nhất có thể. Cho nên cái việc của các bạn chỉ việc đó là đến xem livestream và chuẩn bị sẵn sàng một chiếc điện thoại để mà có thể săn quà mà thôi. Đúng. Và ngày hôm nay là kết thúc buổi livestream này, Phát hy vọng là tất cả mọi người, những ai đang theo dõi livestream đều nhận được quà từ Heineken nha. Dễ thương lắm em. Anh thấy có những bạn lên đây chia sẻ là em ước gì được trúng một chiếc điện thoại để tặng chính bản thân mình sau những ngày ao ước. Có nghĩa bạn ước cái điện thoại lâu lắm rồi. Nếu vậy thì bạn này cũng có thể bằng cách đó là bằng tặng cái điện thoại đến cho người khác đúng không? Thì đúng bạn rồi, cũng sẽ được nhận chiếc điện thoại. Yeah, đó. Chính xác. Cho nên là bây giờ là một thì nó lại bình thường. Nhưng mà tham gia vào chương trình của Heineken, cái chuỗi sự kiện này á, thì chúng ta sẽ được nhân đôi cái món quà lên luôn. Như vậy thì bạn có thể, hoàn toàn có thể nha. Bạn cứ tham gia chương trình
và ghi một cái thiệp lời chúc đúng tặng rồi. Phần quà đến cho một người thân của bạn thì có thể bạn sẽ nhận được phần quà đó luôn. Đúng rồi. Dạ. Và chiếc hộp quà bí mật đầu tiên được mở ra hiện nay thì voucher đang vẫn rơi và chúng ta vẫn còn 1 phút 30 giây nữa để nhận những cái voucher này và làm theo hướng dẫn của Minh Sụp cũng như là Lee Minh Phát vừa rồi để chúng ta có thể là nhận được quà nhé. Có tới 440 cái voucher của Rap Phú Lận và mỗi voucher trị giá là 100.000 đồng. Phát nghĩ 1 phút 30 giây cũng khá là lâu để cho các bạn có thể em hướng dẫn lại một lần nữa. Nhưng mà phải là 440 cái voucher lần đúng không? Đúng. Các bạn chúng ta hãy nhớ đó là chụp lại những cái mã code ở đây. Đó là những cái voucher, những cái phần quà ở trên màn hình hiển thị được thấy nha. Sau đó thì các bạn hãy nhớ đó là vào cái thao tác đó là đổi quà bằng cách đó là có hai bước. Đúng có hai cách đúng không ạ? Quét có thể mình quét cái QR code hoặc là mình vào cái đường link mà được ghim ở phía dưới bình luận. Để mà chúng ta thực hiện cái thao tác là đổi quà. Tuyệt vời. Khi mà nhận được một cái email confirm từ ban tổ chức là xong. Là xong. Yeah. Thật ra cũng không khó để mà nhận quà đúng không? Em ơi bây giờ anh nghĩ là tới đây là không có cái gì khó cả. Chỉ cần xem livestream là nhận được quà ngay. Và chúng tôi phải nói là hiện nay cái lượt người coi livestream là hơn 10.000 người rồi. Cho nên là hy vọng rằng là các bạn sẽ chia sẻ thật là nhiều. Chúng ta còn 30 giây nữa với chiếc hộp quà bí mật đầu tiên của chương trình. Mọi người cố lên, nhanh tay lên. Rồi, trời ơi mình anh tiếc là mình không được tham gia cái này. Nhưng mà Minh Sùng thấy là hạnh phúc khi mà nhìn mọi người vui. Chúng ta còn 10 giây 8 7 6 5 4 3 2 1 Kết thúc. Hết giờ. Chiếc hộp này đóng lại. Nhưng mà thật sự phải nói là 440 cái voucher nhiều của Grab Food chia sẻ với tất cả chúng ta. Mà thực sự phải nói là nó vui lắm. Anh thích nhận quà, anh thích tặng quà và thích nhận quà. Thật ra đó là một cái cách để mà mình thể hiện tình cảm giữa con người với con người. Phát nghĩ đó là một cách rất là hiệu quả trong cuộc sống hiện nay. Nhưng mà bình thường á là Phát có hay là người chủ động đi tặng quà cho người khác không? Có chứ. Như Phát nói đó, cái việc mà tặng quà đó nó thể hiện được cái tâm tư, cái tình cảm của mình. Hoặc là đôi khi một cái lời cảm ơn của mình đối với người khác. Đó thì trong những dịp đặc biệt Phát cũng hay sử dụng cái phương thức đó là tặng quà thay vì là mình nói những lời cảm ơn thông qua điện thoại hay là đến trực tiếp gặp nhau thì tặng quà cũng là một cái phương thức mà Phát rất là hay sử dụng. Anh thấy Phát chia sẻ như vậy anh cũng rất là vui nhưng anh cũng hơi buồn là anh chưa nhận được quà của Phát. Anh sinh nhật anh ngày nào ạ? Qua rồi ạ. Xin tặng anh một chai. Cảm ơn em rất nhiều ạ. Nhưng mà cái đó ra là cái tháp rất là đẹp mà để lại giùm tôi cái ạ. Đất ơi, đó nói chung là có rất là nhiều dòng cái kênh hoàn toàn khác nhau ở đây. Để là cái tháp giống như là cái mùa lễ hội cuối năm. Chắc chắn trong số đó là có mùa Noel rồi đúng không? Đúng đấy rồi. Một chiếc cây thông rất là đẹp và lộng lẫy luôn. Minh Sùng hy vọng rằng các bạn cũng sẽ kể cho chúng tôi nghe những lời ước nguyện của các bạn và chia sẻ những cái lời chúc phúc tuyệt vời nhất ở trên cái đường link livestream này của chương trình để chúng ta có thể là lan tỏa nhiều hơn những cái tình yêu, những cái tình cảm thật là ý nghĩa trong cuộc sống trong dịp lễ hội cuối năm này cùng với Heineken nhé. Rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên là chương trình của chúng tôi sẽ là chuỗi chương trình livestream cho nên là hàng tuần chúng tôi sẽ vẫn có 4 điều ước được thực hiện từ Heineken và dành cho 4 cặp may mắn nhất. Và các bạn nhớ nhé, hãy truy cập vào website của heineken.2022monquà.com.vn và tạo ra nhiều những cái điều ước thật là ý nghĩa để có thể là Heineken có cơ hội được lắng nghe các bạn và được lựa chọn may mắn ngẫu nhiên những cái điều ước và thực hiện nó. Wish come true. Nó giống như một cái kiểu là Heineken sẽ thay lời cái người tạo thiệp quà đó để mà tặng cho đối phương. Rất là ý nghĩa ha. Em có biết được cái cách thức mà chúng ta tham gia vào cái giải thưởng là Make a Wish Come True không? Cái cách thức đó có Phát có biết qua chương trình. Có nghĩa là Phát được brief, có nghĩa là mình sẽ tạo một cái thiệp đúng không ạ? Sau đó mình gửi cho một cái đối phương. Tạo thiệp ở đâu? Tạo thiệp ở trên một website, cái microsite của chương trình. Đúng rồi. Đúng không ạ? Microsite đó là heineken.2022monquà.com.vn. Và trong cái nội dung thiệp quà đó mình phải ghi được là mình muốn gửi cái thiệp cái món quà gì và lý do vì sao. Đúng. Mình ghi thông tin đầy đủ chính xác cái người nhận, kể cả người gửi luôn để ban tổ chức sẽ gửi quà. Đúng rồi. Không phải lựa chọn may mắn trước rồi. Lựa chọn may mắn tại hàng tuần chỉ có 4 cái giải này thôi. 4 người may mắn nhất thôi là 4 cái cặp sẽ nhận được cái điều ước thì được thực hiện. Cho nên là các bạn có thể mạnh dạn ghi muốn tặng một chiếc xe, một chiếc điện thoại hay gì đó. Chiếc xe cũng có thể. Tại vì maximum là 100 triệu. 100 triệu. Đúng rồi. Có thể. Và các bạn ơi lưu ý nhá, phải điền thông tin chính xác cho mọi người nha. Chứ lỡ mà sai một con số thôi thì chúng ta cũng không trao đến trực tiếp cái người nhận được thì nó rất là
là buồn. Nhưng mà không sao, Heineken của chúng tôi thì luôn luôn có cái đội ngũ để có thể là liên lạc cùng với tất cả các bạn để có thể là thực hiện những cái điều ước này thật là nhanh, gọn lẹ và chính xác nhất. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem là điều ước cùng Heineken ngày hôm nay sẽ thực hiện cho ai. Chúng ta sẽ quay số ngẫu nhiên ở phần sau. Ủa, tức là bây giờ mình có được biết được cái cặp quà mà may mắn đó chưa? Vẫn chưa. Mình sẽ quay số ngẫu nhiên mà. Đó, cứ mỗi lần quay như vậy thì mình sẽ có hai cặp. Tức là hai tấm thiệp. Đúng, may mắn được chọn. Chính xác là hai cặp. Đó. Rồi, và thôi không để các bạn chờ lâu, cũng như là hiện thực cái mong muốn của Phát luôn. Đúng rồi. Chúng ta sẽ quay số luôn. Quay luôn đi. Quay luôn. Tại vì em thấy cái đó hấp dẫn đó. Hấp dẫn không? Hấp dẫn á. Không, bây giờ em dự đoán thử coi. Là bây giờ người ta sẽ mong muốn cái điều ước gì? Hồi nãy em thấy là có bạn là chiếc điện thoại nè. Đó, thật ra thì Phát nghĩ là có nhiều người họ sẽ mong muốn những cái giá trị về tinh thần, vật chất, cả hai cái đó thôi. Nếu mà thật ra những cái vật chất thì nó dễ thực hiện. Ví dụ như muốn một cái chiếc xe, muốn một cái lon bia, một cái thùng bia hay gì đó. Còn thí dụ như mà có những người mà họ ước một cái giá trị về tinh thần thì mình thực hiện bằng cách nào ta? Ví dụ như tôi ước cho ba mẹ tôi có sức khỏe. Bởi vì ba mẹ tôi bây giờ cũng rất là yếu rồi. Thì mình thực hiện bằng cách nào? Mình Heineken sẽ mua thuốc gửi cho mua xăm mua đồ không, cái này thì chắc có thể là những cái điều ước đúng thật như Phát nói là nó rất là bao la rộng lớn, nhiều lắm á, nhưng mà rất là nhiều, nhưng mà chắc chắn là khi mà được kết nối rồi thì chúng ta sẽ làm sao để cho cái điều ước đó nó ý nghĩa nhất cho nên và nó trọn vẹn nhất. Phát nghĩ là Heineken khi mà tổ chức ra cái chương trình này là Phát cũng thấy là wow, tại vì Phát nghe nói là Heineken sẽ thay cái người viết lời ước đó để mà trao tặng và thực hiện hóa cái lời ước đó luôn. Chính xác. Thì có thấy nó rất là bao la nha. Dạ. Nó hơi khó nha. Thôi bây giờ vô thực tế nè. Thử coi coi. Chúng ta để xem ngày hôm nay là trong cái livestream này đó, ai sẽ là người may mắn đầu tiên. Ok. Quay số ngẫu nhiên. Quay số. Một lần nữa cái khẩu lệnh của em nó sẽ rất là may mắn Phát ạ. Nó rất là giá trị. Vậy là tới Phát đúng không? Tới Phát chứ. Quyền lực power nằm đây. Power. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị tập trung cao độ để chúng ta cùng đến với là cái vòng quay số ngẫu nhiên nha. Chuẩn bị nha. Hiện nay thì danh sách tham dự cái giải đặc biệt của chương trình Heineken 2022 món quà cũng đã xuất hiện rồi. Ok. Và tập đầu tiên nha. Coi như là mình phát pháo đầu tiên luôn á. Đầu tiên luôn hả? Đầu tiên. May mắn lắm. Và đây là cái vé đầu tiên luôn. Vé đầu tiên luôn. Ok. Rồi. Và bây giờ chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Xin mời vòng quay số sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Rồi. Chữ HNK là Heineken rồi đó. Rồi. Đó. Phía sau là một dãy số. Phát biết không, khi mà các bạn mà làm cái tấm thiệp á thì sẽ nhận được một cái mã dự thưởng. Đó, và bây giờ là chúng ta đang quay số nè. Con số đầu tiên may mắn là tức là những con số nào là may mắn được gửi về một cách ngẫu nhiên cho các bạn qua email. Đúng rồi. Và xin được chúc mừng cho chủ nhân của mã số HNK 806551839. Wow. Và điều ước của bạn là gì vậy? Điều ước của Nguyệt Hằng gửi tới Thu Hương là nhiều thùng bia Heineken đã trở thành sự thật vì đủ 18 tuổi uống được bia rồi. Dễ thương. Rất là dễ thương. Dạ. Yeah. Thật sự phải nói là mình sự thấy là cũng hợp lý. Hợp lý. Có nghĩa là đúng là chương trình này cũng mong muốn là chúng ta khuyến khích là phải từ 18 tuổi trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng những thứ uống có cồn. Cho nên là đây là một ước muốn thực tế, thực tiễn, hợp lý. Và hai bạn này Phát nghĩ là sinh viên. Sinh viên. Năm nay đủ 18 tuổi rồi. Là năm trước 17 tuổi chưa được uống. Năm nay 18 tuổi được, rất có trách nhiệm. Đúng. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn các bạn. Và chúc mừng các bạn. Còn cái số lượng bia thì ban tổ chức sẽ dành tặng cho các bạn những sự bất ngờ nhất khi các bạn nhận được nha. Trời ơi, đã quá. Như vậy là một cặp vé đầu tiên đã được tìm ra rồi. Mà em biết không, ví dụ đi, cái bạn người gửi đó, thì bạn gửi cho em đi. Rồi. Bạn gửi cho em 10 thùng. Làm được 10 thùng. Nhưng cái người gửi cũng sẽ được 10 thùng. Oh. Là hai người cộng lại là 20 thùng. Wow, có khi mở đại lý được anh. Ừ, mở đại lý của Heineken luôn. Đúng không? Để coi như là mình nếu mà là sinh viên đi thì cũng có một cái công việc. Đó, đúng không? Dễ thương. Rồi, nghĩa nha, và được nha. Cứ mỗi đợt như vậy Phát chúng ta sẽ quay số ngẫu nhiên chủ nhân của hai người, hai mã số may mắn. Tức là bây giờ mình tìm ra hai vé. Bây giờ là tìm thêm một vé nữa. Giờ thêm một vé nữa. Rồi. Xin mời. Vé thứ hai luôn nha. Vé thứ hai nha. Anh em mình cùng đồng thanh nha. 3 2 1 nha. 3 2 1. Xin mời.
Không, như số chạy luôn rồi. Dạ, rất là ngẫu nhiên may mắn thôi, cho nên là chúng ta sẽ tìm thấy được những cái lời ước nguyện hoặc là những lời chúc phúc rất là dễ thương. Và con số cuối cùng dừng lại đó chính là số... Số 3 HNK40240593. Wow, xin được chúc mừng người tạo cái thiệp này, đó chính là Hoàng Thu Quỳnh. Điều ước của Hoàng Thu Quỳnh đó là gửi tới Kim Oanh là bếp từ đôi đã trở thành sự thật vì tất cả. Wow. Oh, có nghĩa là bạn này tặng cho bạn kia một chiếc bếp từ đôi. Đúng rồi. Oh, có nghĩa là hai người này Pháp nghĩ là cũng có thiên hướng nội trợ. Đúng. Đúng không? Nhưng mà hình như là cũng tỉ tê với nhau. Có nghĩa là trời ơi, dạo này nhà tôi á mới vừa hư cái bếp ga. Mới hư cái bếp ga mà kiểu là cái bếp nhà tôi bếp đơn, hiểu không? Bếp đơn. Bếp đơn. Bây giờ có nhấn mạnh là bếp đôi mà. Bếp đôi. Mà bếp từ nữa. Bếp từ nha. Thứ nhất là cũng an toàn, an tâm. An toàn, đúng. Đúng không? Cái thứ hai là cũng là tiết kiệm. Tại vì mình xài điện thì tiết kiệm. Đó, cái thứ ba rất dễ xài luôn. Vậy là sắp tới hai người này chắc chắn là sẽ trở thành master chef. Master chef. Ghê chưa? Ghê quá. Ê, người ta tặng cái món quà thôi mà anh em mình đi xa quá rồi đó. Không em nha. Anh thấy là cái này á, trong cái thực tế cuộc sống của anh luôn á, là có những người bạn của mình á, họ nhận được một cái món quà rất nhỏ, nhưng từ cái món quà rất nhỏ đó họ hạnh phúc và họ hiện thực được cái ước mơ của mình luôn. Và họ trở thành một cái nhân vật mà có giá trị trong trong cuộc sống này, mình không biết được. Không, Phát đồng ý cái đó. Và đặc biệt đó là trong cái buổi ngày hôm nay á, động lực bởi vì cái game này, cái chương trình này, quay số này là rất là nhiều những cái thiệp mà gọi là những cái thiệp quà, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà người may mắn ngày hôm nay là chỉ có 4 người thôi. Dạ. Khi mà mình được gọi tên là, đó là một cái điều rất là bất ngờ. 4 nhân đôi là 8. Đó là 8 người. 8. Ừ. 4 cặp. Có khi nào mà hai người đó gửi qua gửi lại không? Không em, nếu mà gửi qua gửi lại thì là nhân không, cũng sẽ có, đôi không, lên. Có nghĩa là vậy nè. Ví dụ em gửi cho anh gửi cho em. Hai người anh chúng hoặc là em chúng thì cả hai cùng đều được. Nếu như vậy thì chúng ta là hy hữu thôi. Chúng ta rất là quay rất ngẫu nhiên mà, đúng không? Biết đâu được. Ok, nhưng mà nói gì nói thì cũng xin được chúc mừng cho hai bạn vừa rồi ha. Rồi, chúc rồi. Mừng hai chiếc bếp từ đôi. Yeah. Chúc mừng cho các bạn nha. Và chúng ta vẫn còn nữa hai cái mã số may mắn tiếp theo và sẽ được công bố ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ Phát ơi, quà tặng tiếp tục. Nữa hả? Nữa. À, mình tới 2022 món mà. Đúng. Dạ. Khi mà đóng lại cái quay số ngẫu nhiên trúng cái điện thoại iPhone đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở ra một cái trò chơi mới, một cái mini game mới dành cho em tất cả mọi người. Em đang muốn nghe nè. Muốn nghe đúng không? Muốn nghe. Hôm nay Phát sẽ là khách mời đặc biệt của tập đầu tiên. Dạ. Mà chương trình mong muốn là các bạn sẽ giống như là tạo ra một cái thói quen là hàng tuần cái thứ năm á, đúng 19 giờ trên fanpage của Heineken Việt Nam thì các bạn sẽ cùng với chúng tôi được coi livestream, được nhận quà rất là nhiều. Và ngày hôm nay đoán xem thử xem khách mời đặc biệt tuần sau là ai. Cũng tức là đón khách mời tuần sau. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà có gợi ý gì không chứ sao đón được? Chương trình sẽ có 3 cái gợi ý nhỏ cho các bạn mà sẽ được trải dài xuyên suốt chương trình luôn. Nhưng mà quan trọng cái này nè, đoán thì được rồi đó. Nhưng mà đoán có quà không? Có quà chứ. Có quà đây không? Đây nè, đây nè. Chương trình của chúng tôi sẽ có những gợi ý cho các bạn nha. Và cú pháp thì thực hiện rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ comment ở phía dưới cái đường link của livestream ngày hôm nay với hashtag là Heineken, hashtag đón lễ hội kỳ diệu, hashtag 2022 món quà, và hashtag tên của khách mời đặc biệt vào tuần sau. Lưu ý tên khách mời nghệ sĩ đặc biệt thì các bạn có thể là hashtag và ghi cái tên đó ra không cần dấu. À, viết liền và không dấu. Viết liền không dấu. Ví dụ như là Liên Binh Phát. À rồi, ok. Không dấu nha. Là cũng đơn giản. Đơn chúng giản ta không thôi. Cần phải comment nội dung gì cả. Chính xác là như việc vậy. Việc là ghi 4 hashtag nó ra thôi. Đúng. Và ban tổ chức sẽ đóng cái sự mà lựa chọn của các bạn, như sự dự đoán của các bạn vào lúc 23:59 ngày thứ ba hàng tuần. Có nghĩa là đóng lại vào ngày thứ ba và chúng tôi sẽ công bố ngẫu nhiên, sẽ có cái hệ thống may mắn ngẫu nhiên và công bố vào cái tuần tiếp theo của chương trình. Sẽ có 50 bạn khán giả có đáp án chính xác và hợp lý, hợp lệ. Đó, thì chương trình sẽ tặng cho các bạn cái giải là tận hưởng cùng Heineken. Mỗi giải là một thùng bia Heineken 24 lon. Hay quá. Phải nói là ngày hôm nay là đúng là choáng ngợp với quà luôn. Choáng ngợp. Mỗi một câu nói quanh ra là có quà liền. Có quà liền. Bây giờ nhưng mà làm sao để đoán? Bây giờ sao đoán? Cho phải cái hình đi chứ. Phải có những gợi ý chứ. Đúng không? Và bây giờ sẽ là gợi ý đầu tiên dành cho các bạn. Lên. Đó, các bạn thấy bên góc phải không? Đó. Có một cái bóng, một bóng người rồi. Đúng, đúng, đúng. Và cái hin ở đây, gửi cái gửi đầu tiên là người khởi đầu kỷ nguyên âm nhạc R&B. Người khởi đầu. Khởi đầu luôn hả? Đúng kỷ rồi. Kỷ nguyên của âm nhạc coi R&B như là luôn. Những người đầu tiên tạo ra một cái sự thành công của dòng nhạc R&B ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà cũng khó quá. Tại vì cái hin này
Nhưng mà thí dụ anh đi, anh là ca sĩ, bắt đầu ca sĩ thì ca sĩ chứ. Vâng. Đó. Thì Phát nghĩ là anh Minh Xù sẽ có một cái tên không nào nha. Đó. Anh hát bóp nha. Là không liên quan tới R&B luôn. Không liên quan tới R&B nha. Vậy thôi, okay. Mình đợi từ cái hint 2 và hint 3 để mình đoán mọi người nha. Nhưng biết đâu các bạn có thể đoán ngay từ bây giờ luôn. Mình trúng ngẫu nhiên mà, đâu biết được đúng không ạ? R&B là ai? Tức là một người có thể comment nhiều lần. Đúng. Chứ không phải là chỉ một lần thôi. Chính xác là như vậy. Hãy cứ comment thoải mái nha. Cú pháp rất là đơn giản như Minh Sù đã chia sẻ vừa rồi. Các bạn chỉ cần hashtag Heineken, hashtag là đón lễ hội kỳ diệu, hashtag 2022 món quà và hashtag tên của nghệ sĩ. Viết liền, không giấu nha. Rồi. Quý vị thân mến, thật sự là ngày hôm nay thì cái hoạt động mà Magic Hour thì vẫn đang còn được diễn ra ở trên trang web là heineken.2022monquà.com.vn. Và song song với chương trình luôn, chúng ta vẫn có thể là vừa qua website mà vừa theo dõi livestream trên fanpage của chương trình. Khoan là cho Phát một phút định hình nè. Nãy giờ là Phát thấy khá là nhiều chương trình nha. Yep. Phát cũng là thay tiếng lòng của các bạn nha. Ừ. Bây giờ là có Magic Hour nè. Yep. Có trúng hai chiếc iPhone nè. Chính xác. Có bốn cái hộp quà bí ẩn nè. Nó đó. Có những cái voucher được rớt xuống nè. Tuyệt vời. Là bốn cái rồi. Bốn cái. Chưa. Còn cái viết thiệp đó, ước mơ đó, ước nguyện kỳ diệu đó. Nhiều gì vậy luôn hả? Nhiều rồi, nhiều lắm em ơi. Bây giờ có quà gì trúng tiếp không? Quà tiếp. Có tiếp luôn. Bình tĩnh. Cái gì? Mở chiếc hộp bí mật thứ hai. Oh. À. Oh. Đây, xin mời. Màn hình của chúng ta sẽ còn lại 3 chiếc hộp chưa mở. Và như Phát nói là thôi tuần tự, mình sẽ một ra tới 2. Ok, cứ vậy thôi. Mời Phát. Bây giờ hộp số 2 chuẩn bị mở quà, tất cả các bạn chúng ta đang xem livestream cũng chuẩn bị tư thế để mà mình săn quà mọi người nha. Ừ. Theo như lúc nãy anh Minh có phổ biến đó là chúng ta sẽ chụp màn hình lại để mình ghi nhớ những cái mã code. Sau đó chúng ta sẽ đổi quà bằng cách đó là quét cái mã QR code hoặc là vào cái đường link được ghim ở phía bên dưới bình luận để mà chúng ta thực hiện theo những cái thao, những cái bước hướng dẫn ở trong này để đổi quà nha. Ừ. Ok, hộp quà thứ 2 chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Yeah. Các bạn thân mến, hộp quà thứ hai sẽ mở ra và cũng giống như hộp quà thứ nhất là chúng ta chỉ có 3 phút để săn những cái voucher này thôi. Ừ. Rồi, sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng. Ok. Lấy điện thoại lên chứ. Rồi. Vô. 3. Mình săn luôn nha. 2, 1, mở. Oh. Nhiều quá, rơi. Một cơn mưa voucher. À các bạn ơi, nó có mấy cái hashtag đó em. Thì chúng ta vẫn phải điền có chữ hashtag luôn nha. Ví dụ như hashtag Heineken đi, thì mình phải điền luôn hashtag Heineken thì mới là hợp lý. Còn mà các bạn bỏ đi cái từ hashtag, ký hiệu hashtag không là coi như là cũng không hợp lệ nha. Rồi, các bạn lưu ý săn được cái mã đó thì các bạn hãy đổi quà ngay lập tức luôn nha. Đây. Có nghĩa là chúng ta hãy cẩn thận là điền đầy đủ những cái thông tin cần thiết nha mọi người, để mà chúng ta nhận được những cái mã code, những cái phần quà, để mà chúng ta có thể nhận những cái phần quà từ Heineken nha. Dạ. Đừng bỏ sót thông tin nào rất là phí nha. Và chiếc hộp món quà bí mật thứ hai đó chính là 1110 cái voucher Grab Transport. 1110. Chính xác. Wow. À. Nhưng mà Grab Transport thì Phát thấy là Phát đánh giá rất là cao cái tinh thần của Heineken nha. Tại vì Phát này cũng cộng tác với Heineken, vẫn biết được cái tinh thần đó là rất là gọi là training trách cho mọi người cái ý thức trách nhiệm, đã uống rượu bia thì không lái xe. Chính xác là như vậy. Đúng không ạ? Cho nên và là cứ mỗi voucher này sẽ trị giá là 50.000 đồng nha. Có tới 1110 cái voucher lận. Cho nên các bạn thấy không, có rất là nhiều voucher nó rơi xuống thì các bạn cứ săn thôi. Và hashtag 2022 món quà nè, hashtag Heineken nè, hashtag là cái tên của chương trình chẳng hạn, đón lễ hội kỳ diệu. Hoặc là tất cả những cái gì mà nó rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhớ lại cái đó. Rồi, chúng ta 30 sẽ còn giây lại. Còn lại. Yeah. Nhanh tay lên nào mọi người. Nhanh tay lên nào. Hãy nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Yeah. Hy vọng rằng là với những cái món quà bất ngờ ngẫu nhiên như thế này thì sẽ giúp cho tất cả các bạn khán giả xem trực tuyến ngày hôm nay cũng sẽ có được cái tinh thần. Phát nghĩ là nó ý nghĩa đó. Hứng mùa khởi. Này ý nghĩa đó, tại vì mùa này Phát nghĩ là mùa lễ hội mà. Mọi người cần đi lại rất nhiều á. Đúng. Và đặc biệt đó là mùa cuối năm nữa. Dạ. Yeah. Thì sẽ có những cái buổi mà mình gặp nhau. Ừ. Thì cho dù mình chơi vui tới bến đi, nhưng mình về vẫn an toàn. Dạ. Yeah. Thì Heineken luôn luôn gọi là nâng cao cái ý thức của con người. Yeah. Của tất cả mọi người, những ai mà chúng ta có gọi là có những cái buổi vui chơi đó. Đúng rồi. Vẫn an toàn được. Dạ. Yeah. Mọi người ơi, hãy săn thật là nhanh tay nhá. Chụp lại cái màn hình nếu như mà các bạn cảm thấy là trời ơi tôi không thể nhớ được, tại vì có một cơn bão voucher nó xuất hiện. Một cơn bão cái mã số may mắn xuất hiện, thì các bạn chụp màn hình lại. Sau đó các bạn sẽ làm từ từ theo hướng dẫn của Minh Dù và Liên Minh Phát hồi nãy, là các bạn sẽ
quét cái mã QR code, sau đó thì các bạn hoặc là các bạn có thể làm theo cái đường link hướng dẫn được ghi ở phía dưới comment nhá, điền đầy đủ thông tin chính xác vô là chắc chắn chúng ta sẽ nhận được một cái email confirm là bạn đã là những người may mắn chiến thắng rồi. Thời chúng ta gian chỉ còn 13 giây. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Cố lên. 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Không, các bạn ơi, cái hộp thứ hai nó đóng lại nhưng mà còn hai cái hộp nữa mà. À. Nhưng mà theo phát kinh nghiệm thì hình như là càng về sau thì cái giá trị món quà nó lại tăng lên đúng không ta? Đúng rồi em. Giống như về cuối mình mới công bố cái giải thưởng iPhone Pro 13 đó. Cho nên những bạn nào mà vẫn chưa săn kịp ở đợt này thì cũng đừng lo lắng nha. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cơ hội tiếp theo sau đây. Ok, Phát, bây giờ mình trả bài nè. Ok. Hồi nãy giờ Phát tới đây thì có bao nhiêu là cái quà tặng hoặc là bao nhiêu cái mini game thì anh đã chia sẻ hết rồi. Rồi. Thì bây giờ có một cái là Magic Hour. Magic Hour, rồi. Thì mình lên đâu mình chơi? Ok. Lên nào. Magic Hour, chúng ta sẽ vào cái microsite của Heineken. Đó là. Và microsite đó chính là heineken.2022monquà.com.vn. Tuyệt vời. Đúng không ạ? Chính xác. Vào đây thì chúng ta sẽ thực hiện theo thao tác đó là chúng ta sẽ ghi cái nội dung. Tạo cái tấm thiệp. Tạo một cái tấm thiệp. Được. Và ghi nội dung tấm thiệp đó mình muốn gửi quà cho ai. Ừ. Gửi món quà gì. Và lý do vì sao gửi. Chia sẻ lên Facebook cá nhân chia của mình. Chia sẻ lên Facebook cá nhân của mình. Càng tuyệt vời. Và mình như mình có phải tag ba người bạn không? À không, không, cái này không, trong cái này không cần tag, cái này không cần tag. Dạ. Như vậy là còn đơn giản hơn nữa mọi người. Chỉ việc là tạo một cái thiệp quà. À, và cái nội dung mình muốn tặng quà đó là cái gì và lý do vì sao. À, là chúng ta có thể và có những cái thao tác được hướng dẫn ở trên microsite này rất là cụ thể, các bạn rất là dễ để mà tham gia. Chính nha. Xác. Và chúc cho các bạn sẽ trở thành một trong 111 người sở hữu cái giải tận hưởng cùng Heineken, bao gồm là hai cái thùng bia 24 lon sản phẩm bất kỳ dành cho người gửi và người nhận luôn nhá. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ hợp lệ khi mà các bạn sẽ là những người từ 18 tuổi trở lên nhá, giúp mình sụp cái điều này để chúng ta có thể có được nhiều những cái niềm vui được thăng hoa hơn với cái chương trình của Heineken. Chắc chắn rồi. Rồi, Phát ơi, anh nghĩ là mình nên đọc thêm cái comment của các bạn khán giả đi. Hồi Phát nãy giờ là các bạn comment rất là nhiều. Các bạn cũng đang hưởng ứng là nhiều nè. Các bạn dự đoán là Just Study. Nghệ sĩ tuần sau nhiều lắm. Minh Xu rất là mong muốn đọc những cái chia sẻ, những cái tâm tư tình cảm của các bạn, những cái ước nguyện của các bạn nè. Phát thấy có bạn này trúng gì nè. Trúng gì? Đó. Bạn Hậu Nguyễn nè. Trương Thảo. Chúng. Thôi ước gì trúng được anh Liên Bỉnh Phát. Thôi, cái này là fan của em vô đúng không? Không có, không có. Hay không là có. Người nhà. Em đừng có lộ liễu quá. Trời ơi, em ơi, anh Liên Bỉnh Phát khó trúng lắm em ơi. Anh cứ bay đi chỗ này, anh bay đi chỗ kia, khó trúng anh lắm. Xin lỗi em, hàng trưng bày ạ. Dạ, nói chung là cũng cảm ơn em rất là nhiều ha. Nhưng mà có rất là nhiều những cái comment nè. Mình mới trúng thùng bia Heineken. Trời ơi, dễ thương đó nè. Quá dễ thương rồi. Nhưng mà riêng em thì sao Phát? Anh nghĩ là cũng đã có một cái kỷ niệm nào đó mà em tặng quà cho một ai bất ngờ chưa đúng không? Chắc chắn rồi thì ok. Phát có một cái kỷ niệm này nè. Đó là cái đợt đó thì cũng vào dịp Noel này luôn. Tặng một món quà Giáng sinh cho người bạn. Nhưng mà mình ghi cái đường ở Sài Gòn á, Hoàng Hoa Thám ở Bình Thạnh á. Nhưng mà tại vì lúc đó cũng không có rõ thì giao lộn qua Tân Bình. Trời ơi. Bọn Hoa Thám Tân Bình. Gần. Thì đó, nói chung là mình cũng tặng quà bất ngờ mà mình không có thông báo gì hết. Dạ. Yeah. Mãi một ngày sau thì mới được trả quà về. Sai địa chỉ. Ừ đúng rồi, cái đường Hoàng Hoa Thám nó có hai quận. Hai quận. Xa đó. Hơn. Cho nên đó cũng là một cái kỷ niệm rất là vui. Cho nên mình sau này mình có tặng quà mình phải kỹ lưỡng chút xíu. Anh không thấy vui em ạ. Tại vì anh là người nhận quà đi. Anh chờ mãi mà không thấy quà tới. Đó, cho nên là lần sau nè, qua tuần sau tham gia liền giùm anh nha. Tại vì chương trình này nó kéo dài tới 8 tập lần. Nhưng mà mình ghi cái thiệp và đúng mình rồi. Gửi địa chỉ cho người kia. Đúng. Nhiều khi cái người nhận được rồi mà em còn nhận được cái món quà giống vậy nữa. Nhưng trời mà chắc chắn ơi. Là chắc không có sai địa chỉ đúng không anh? Chắc chắn không sai lầm đúng không? Nhưng mà sai là do em điền vô sai thôi. Ok. Phải điền cho nên là mọi người chúng ta anh. Nhớ là cẩn thận ở cái việc thông tin nha. Mình ghi đầy đủ chính xác thông tin nha để mà ban tổ chức có thể liên hệ với chính chủ nhân để mà tặng quà cho bạn nữa. Chính xác là như vậy. Cho nên là ngày hôm nay hy vọng rằng là mọi người sẽ kết nối với nhau nhiều hơn nữa để cho cái hạnh phúc này nó thăng hoa hơn, nhân đôi lên nhiều hơn đúng không ạ? Và chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái món quà, đặc biệt là bốn cái hộp quà bí mật á mà mình mở ra. Nãy giờ mở có hai thôi. Mở hai, còn hai hộp. Bây giờ còn hai hộp. Với lại còn một cái cặp thiệp may mắn.
Đúng rồi, chính xác. Và cái còn những cái hint, còn những cái gợi ý nữa. Đúng, để tham gia cái mini điện thoại sau. iPhone nữa. Đúng rồi, rồi nhiều lắm mọi người ơi. Yeah. Rồi, bây giờ xin mời màn hình chúng ta sẽ hiện lên hai cái hộp quà bí mật còn lại. Bây giờ em đoán thử coi Phát ơi, bây giờ mình sẽ đến với cái giải thưởng cao hơn là cái gì? Hồi nãy là có đồ ăn rồi, có di chuyển rồi. Bây giờ Phát nghĩ là lưu trú á. Lưu trú luôn hả? Thói ghê quá. Thôi anh thích cái gì nó thực tế thôi. Đây, bây giờ cái hộp số 3 nè. 3, 2, 1, mở. Dạ. Vô. Đây sẽ là gì đây? Wow, wow, wow. Chúng ta sẽ có tới 250 voucher của GrabMart nha. Mỗi cái voucher này trị giá là 200.000 đồng. Thực tế không? Giá trị tăng lên rồi. Giá trị tăng lên. 50, 100 và 200 rồi. Chính xác là như vậy. Và một lần nữa cũng giống như cái cách thức mà Minh Xuân và Phát chia sẻ hồi nãy thôi. Chúng ta chỉ cần là sau khi mà 321 bắt đầu thì những cái mã voucher nó sẽ rớt xuống. Các bạn chụp hình lại hoặc là các bạn có thể ghi nhớ lại những cái mã đó. Sau đó thì các bạn sẽ quét mã QR code và kèm theo đó là làm theo cái đường link hướng dẫn ở phía dưới mà chúng tôi đã ghi ở trong cái comment. Đăng ký đầy đủ thông tin hoàn toàn chính xác là các bạn nhận được một cái email gửi về confirm là xong. Cho nên là bây giờ là các bạn cần chuẩn bị đó là theo dõi thật là kỹ màn hình khi mà hiệu lệnh của Phát với là anh Minh hô lên để mà chúng ta mở hộp quà và chúng ta có những cái voucher nó được rớt xuống. Các bạn hãy chụp lại màn hình và thực hiện theo thao tác mà nãy giờ anh Minh vừa chia sẻ với mọi người nha. Bây giờ mình sẽ hô 321 mà theo kiểu hòa thanh. Hòa thanh hả? Đúng. Bây giờ em sẽ nói 321 tông trầm, anh sẽ nói 321 tông cao. Ồ vậy hả? Có bè trên bè dưới luôn hả? Bè trên bè dưới chứ. Okay. Cái quà gấp đôi mà 200 mà 2 mà đúng không? Okay. Bây giờ em lấy tông đi. 321 đó nha. Ok ok. 2 3 321 bắt đầu. Hơi kỳ ha. Ủa nhưng mà quà vẫn bao giờ vẫn lên. Quà vẫn lên. Ok, quà vẫn lên. Yo. Các bạn ơi, hãy nhanh tay lên, chúng ta chỉ có 3 phút cho mỗi lần mà chiếc hộp quà bí mật của chương trình mở ra thôi. Cho nên các bạn ơi, hãy nhanh tay lên nào nhé. Và chúc cho tất cả các bạn sẽ săn được nhiều những cái món quà giá trị và hấp dẫn của Heineken. Chương trình của chúng tôi phải nói là rất là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Và khi mà các bạn săn được những cái món quà này rồi, đó là những cái mã code á, các bạn cũng nhớ là chúng ta hãy vào một cái thao tác đó là đổi quà. Bằng cách đó là mình quét cái mã QR code hoặc là mình vào cái đường link được ghim ở phía bên dưới bình luận mà chúng ta thực hiện theo những cái thao tác ở bên trong chỉ dẫn. Ok. Và chúng ta để có thể đổi về cho mình những cái phần quà đó nha. Nếu như mà mình không săn được thì mình có thể là mình lấy cái này mình comment ở phía dưới là mình bà con ơi hãy vô săn voucher đi. đúng không mình thì có bạn được bè không? Cho bà con mình được. Nhưng mà ý là nếu mà mình mình cứ làm thoải mái thôi được thì, mà thì mình nhưng mà trong xuyên suốt quá trình này thì mình comment thì vẫn còn cái gì magic hour gì nữa mà. Thì đúng, chính xác là như vậy, đúng. Và trong cái chiếc hộp bí mật số 3 này đó là cái hashtag của chương trình đó chính là tên đón lễ hội kỳ diệu. Rất là đơn giản thôi mọi người, cứ mỗi chiếc hộp chúng tôi sẽ có một cái hashtag hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ sẽ là dừng lại ở cái hộp thứ 3 rồi. Các bạn hãy nhanh tay lên nhé. Những cái mã rất là đơn giản thì mình chỉ cần nhập vào thôi mà. Đó, điền thông tin thôi. Nhưng lưu ý là nhanh nhưng mà cũng đừng có vội quá mắc công mình đánh sai. Đúng rồi, tại vì đây là một cái cụm từ nó cũng dài mọi người nha. Chúng ta hãy ghi cẩn thận nha. Đúng rồi. Đón lễ hội kỳ diệu. Mà nhớ là có hashtag nha. Nhanh tay lên. Chúng tôi đang chia sẻ những cái câu chuyện ngày hôm nay ở trên livestream này thì các bạn cũng có thể là săn được những cái voucher ở trên livestream. Và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn có cái một cái chương trình nhỏ nữa đó chính là Magic Hour. Nó nằm ở trong website của chương trình đó chính là heineken.2022monquà.com.vn. Mà mình cũng nghĩ rằng là cái tên của cái website này nó cũng rất là tuyệt vời. Magic 2022 mình đang hướng tới những sự hy vọng vào cái năm sau 2022 và mình cầu mong cho những cái giá trị hạnh phúc nhất sẽ đến với tất cả mọi người luôn. Đó, cho nên là mình phải nói là thật sự là cảm ơn Heineken rất là nhiều. Không phải thấy chương trình này ý nghĩa mà. Có rất là nhiều những cái tầng mà nó giống như là Heineken sẽ thay cho chúng ta gửi tặng đến tất cả mọi người xung quanh những cái phần quà, những cái lời chúc ý nghĩa nhất. Và quay trở lại với cái đường link livestream của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay thì với hộp quà bí mật số 3 này đã được mở ra rồi và chương trình chỉ còn lại 20 giây nữa mà thôi để tất cả các bạn sẽ săn thật là nhanh những cái mã này và đổi quà ngay lập tức luôn mọi người nha. Khi mà chúng ta nhận được cái email của ban tổ chức thì chắc chắn là các bạn đã yên tâm với cái voucher này đã thuộc về mình rồi. Mình còn 10 giây còn lại. 8 7 6 5 4 3 2 1
hết giờ và hộp quà là tiếp tục đóng lại ha. Như vậy là mình đã mở được 3 hộp quà. Chết rồi. Bây giờ cái hộp quà thứ tư chắc nó nhân lên nữa em ơi. Chắc kinh khủng lắm anh. Kinh khủng khiếp. Chắc là vài đêm lưu trú ở đâu đó. Thôi, em cứ phải lưu trú quá, anh bực ghê á. Bởi vậy các bạn ơi, các bạn đừng có comment cái ước nguyện là hả em ước gì em trúng được anh phát nha. Không bao giờ mà các bạn có được đâu nha. Thật sự phải nói là thật sự ra là cái chương trình livestream của chúng tôi á, cái thông điệp thì ý nghĩa rồi mình không tính, nhưng mà Minh Sự thấy nó hoàn toàn đơn giản khi chúng ta được nhận quà, được gửi quà và tạo thêm nhiều cái niềm vui hơn cho và những người xung quanh. Và thấy là có nhiều cách để mà các bạn có thể nhận được những phần quà. Ví dụ như là cái mục lúc nãy anh nói là cái Magic Hour đơn giản thôi. Mình chỉ cần truy cập vào cái microsite của chương trình đó là heineken.2022monquà.com.vn và chúng ta thực hiện theo những cái thao tác, những cái chỉ dẫn rất là cụ thể trên microsite này. Đó là chúng ta gửi tạo một cái thiệp ha. Lý do là cái thiệp này muốn tặng quà cái gì đó, gửi cho ai ha. Đầy đủ những cái thông tin và chúng ta có thể là người may mắn nhận được những phần quà từ chương trình. Nếu mà được tạo một cái tấm thiệp ước nguyện á, thì chắc là anh cũng sẽ ước nguyện cho gia đình của mình thôi. Tại vì bây giờ thật sự là có rất là nhiều những cái sự mà gắn kết gần gũi nhất á, thì mình sẽ hướng tới đó, cho nên là mình không nghĩ đâu xa xôi hết trơn. Đúng, nghĩ về gia đình của mình là trước tiên nhất. Và hy vọng rằng ngày hôm nay những bạn sẽ thực hiện được cái ước muốn của các bạn đó, trong quá trình mà các bạn thực hiện cái tấm thiệp đó cũng sẽ có được những cái cảm xúc, cái tình yêu của gia đình của các bạn. Rồi, và bây giờ các bạn ơi, quay trở lại với một cái mini game nhỏ, dự đoán xem nghệ sĩ khách mời tuần sau là ai. Đó, tức là bây giờ mình sẽ có thêm gợi ý, thêm gợi cho các bạn để củng cố thêm niềm tin cho các bạn. Đúng rồi, tại vì nãy giờ Phát thấy là các bạn cũng đã comment đón rất là nhiều nhiều rồi lắm. Bây giờ mong lung dạ, bây giờ gom lại gói lại ha. Ok, với comment của các bạn ở phía dưới cái livestream này thì các bạn chỉ cần hashtag Heineken, hashtag đón lễ hội kỳ diệu, hashtag 2022 món quà và kèm theo hashtag của nghệ sĩ mà các bạn dự đoán xem là tuần sau họ sẽ xuất hiện. Đó là ai, và cái hashtag KOL đó là chúng ta, các bạn nhớ là tên của nghệ sĩ đó, các bạn viết liền và không giấu nha. Chính xác. Rất rồi là đơn giản. Bây giờ mình sẽ gợi ý thêm cho các bạn một cái hint mới nữa, được không? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Em cũng đoán chung đi. Em đoán chứ. Nói vui nha. Hồi nãy là người gọi như là người đi đầu. Đi đầu trong cái kỷ nguyên là dòng nhạc R&B. Âm nhạc R&B. Và bây giờ sẽ là gợi ý thứ hai. Xin mời. Okay. Lên. Đây. Người tiên phong cho dòng nhạc melodic rap. Oh. Rap vừa rap. R&B vừa rap. Oh. R&B, yeah, rap. Như vậy là phải một người nghệ sĩ trong giới đa năng á, vừa rap vừa R&B luôn. Yeah. Nhưng mà thật sự ra nha, R&B hồi xưa là đã có rap ở trong đó rồi. Nhưng mà chỉ là rap mà rap nhẹ nhàng thôi. Rap là kiểu mà lãng mạn đó. Chứ không phải là rap mà chất khu như bây giờ. Đó. Bây giờ nó khác, nó kiểu nó hot hơn. Hiện đại nó khác, chứ hồi xưa là như vậy. Đó, các bạn có thể dự đoán thoải mái ai cũng được. Các bạn có thể là nhưng comment là tôi sẽ. Nhưng mà nghệ sĩ rap thì nhiều lắm nha. Nhiều. Nhiều lắm á. Rồi, chắc là phải đợi cái hình cuối cùng. Hình cuối nữa không? Đó. Okay. Minh Sù hứa luôn nha, cái gợi ý cuối cùng chắc chắn là các bạn sẽ dự đoán được ngay. Nhưng chờ đợi xem xuất hiện ở đâu nhá. Rải rác trong chương trình. Cái gợi ý cuối cùng là nó ra tên của nghệ sĩ luôn hả? Dạ không ạ. Cũng là gợi ý thôi, cũng là dự đoán thôi nha. Ok. Rồi, mọi người thân mến, thật sự ra là chúng tôi nhắc đi nhắc lại về cái Magic Hour ở đây á, là để cho tất cả chúng ta sẽ vừa xem livestream mà các bạn vừa truy cập vào heineken.2022monquà.com.vn để tạo ra những cái bức thiệp quà tặng của mình, cũng như là cái lý do mà chúng ta mong muốn gửi tới cái người nhận, mà Minh Sù tin là cái người đó phải là mình quý lắm, mình thương lắm. Chắc chắn là người thân hoặc là bạn bè của chúng ta. Và là bạn thân chẳng hạn ha. Thì khi mà các bạn tham gia vào rồi thì các bạn sẽ là một trong số 111 người sở hữu cái giải tận hưởng cùng Heineken, bao gồm là 2 thùng bia, 24 lon sản phẩm hoàn toàn khác nhau bất kỳ. Dành cho mình và cả cho người nhận và cho người gửi luôn. Là vừa có thể có cơ hội trúng được 4 cái hộp, 4 cái phiếu quà may mắn ngẫu nhiên, mà vừa nhận được những cái phần quà đó là những cái long bia Heineken. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Cứ mỗi tuần như vậy thì chúng ta sẽ tham gia viết thiệp lời ước nguyện của mình. Đó, thì cứ mỗi tuần chương trình sẽ lựa chọn ra 4 cặp may mắn. Đó, để phát sóng hàng tuần nha. Đó, nhắc tới cái chuyện là điều ước kỳ diệu cùng Heineken thì bây giờ là chúng ta phải công bố tiếp và quay số may mắn tiếp chủ nhân của 2 cái mã dự thưởng. Ok, cái này hấp dẫn nè. Hấp dẫn. Tại vì Phát cũng đang tò mò không biết là 2 cái thiệp tiếp theo
sẽ là cái điều ước gì đó ở bên trong. Dạ, được rồi. Mong muốn được xem đây. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ mời Phát cũng như là tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những con số nào sẽ được quay ngẫu nhiên tiếp tục và chủ nhân của cái điều ước thành hiện thực cùng Heineken ngày hôm nay sẽ là ai nhé. Chúng ta chỉ còn hai cái mã may mắn nữa mà thôi, tương ứng với lại hai cặp may mắn, hai cặp may mắn. Rồi, rồi. Xin mời. Dạ. Yeah. Và bây giờ em, khẩu hiệu của em một lần nữa lại có giá trị, được phát huy tác dụng đúng không? Phát huy tác dụng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chờ xem tấm thiệp mời, gọi là tấm thiệp gửi quà đó, đúng không? Của một cái vị khán giả may mắn nào sẽ được hiện lên trên màn hình. 3, 2, 1, bắt đầu. Xoay. HNK7967. Bây giờ anh đoán đi, anh đoán cái này sẽ là quà gì? 4. Không biết, đang điểm số 3 4 2 Dạ 7 Dạ. Xin được chúc mừng cho người gửi là Nguyễn Thị Thu Ngân. Và người nhận là Nguyễn Anh Tuấn. Điều mời ước Phát là gì? Điều ước của Thu Ngân đó là gửi tới anh Tuấn, đó là một chiếc MacBook Pro. Wow. Đã trở thành sự thật vì tặng anh món quà để phục vụ cho cái gì đó chưa kịp mà bị hết. Cho công việc. Cho công việc. Vậy là có thể là hai người này là có thể là vợ chồng ha, hoặc là đồng nghiệp, bạn bè được. Đồng nghiệp cũng được, hoặc là trong cái quá trình mà người ta đi làm người ta có tình cảm với nhau. Vậy là cái anh, cái chị này thấy cái anh kia là bị hư cái MacBook, đúng, hoặc là hư cái máy laptop chẳng hạn, đúng đó, mà thấy thường xuyên đi xa và sử dụng cái máy này, đúng, cho nên là tặng cho anh cái MacBook, đúng. Nhưng mà không, Phát nghĩ có thể chơi bài. Sao vậy? Có thể chị cũng đang thiếu cái MacBook. À, không, hợp lý nha, hợp lý. Đúng, Heineken vừa gửi cái, vừa thực hiện cái điều ước cho cái người gửi, đúng không? Tới cái người nhận đó, thì cái người gửi cũng nhận được một chiếc MacBook giống tương tự như vậy luôn. Dễ thương quá à. Trời ơi, anh nghĩ là nếu mà có cơ hội tham gia thì mọi người thân mến, chúng ta hãy thử một lần. Đúng rồi. Ở trong cuộc đời của mình á, nó có những cái khoảnh khắc á, ở trên trời rớt xuống nào không biết. Đúng mà rồi. Những cái sự may mắn ngẫu nhiên bất ngờ và đến với Heineken đón lễ hội kỳ diệu này thì chúng tôi mong muốn là sẽ có những cái năng lượng tích cực như vậy. Có những cái sự nó bất ngờ, nó kỳ diệu lắm. Và được chương trình này có tới 2022 món quà thì kiểu gì mọi người mà tham gia chương trình cũng sẽ có được một cái. Chính xác. Đúng không? Hãy chia sẻ cái livestream này để cho tất cả những ai mà gần gũi với mình nhất ở trên Facebook cá nhân của mình chẳng hạn, hoặc là người thân để biết đến cái thông tin của chương trình. Bởi vì là đây là chuỗi chương trình livestream quý vị. Đây là tập phát sóng đầu tiên thôi. Chúng tôi sẽ còn phát sóng ở những tập tiếp theo nữa. Các bạn đừng quên nhé, đồng hành cùng với chúng tôi. Khung giờ thì quen thuộc 7 giờ tối, 19 giờ. Trên fanpage của Heineken Việt Nam. Và bây giờ thôi, hồi hộp nó đang tăng cao quá rồi. Bây giờ nghĩ tới gì là nữa mình nên khám phá tiếp luôn đi chủ nhân tiếp theo. À đúng rồi. Cái tên cuối cùng. Còn thêm một cặp thiệp nữa. Chính xác. À một lá thiệp thôi. Một lá thiệp. Nhưng mà hai người. Hai người trúng. Ok. Rồi xin mời. Bắt đầu luôn mã nha. Mã số bắt đầu nha. 3, 2, 1. Xin mời. Lên. Anh dự đoán sẽ là một chuyến đi chơi đâu đó. Cũng có thể chứ. Tại nãy giờ em muốn đi lưu trú quá nè. Em muốn đi chơi ở đâu đó, một cái địa điểm. Hoặc là đây đó cũng có thể là một cái điều ước gì đó nó mang tính giá trị tinh thần. Ok. Rồi, bây giờ anh đoán đi chơi đó, đi du lịch nè. Và xin được chúc mừng cho chủ nhân của người gửi là Nguyễn Công Tâm. Và người nhận là Đỗ Mai. Điều ước của Tâm gửi tới Mai đó là chiếc máy tính bảng. Phục vụ cho việc dạy học online. Dễ thương. Quá ý nghĩa. Máy tính bảng. Máy tính bảng là cái bự á. Đặc biệt là chúng ta thấy là trong thời gian gần đây cái việc mà dạy học online và học online rất là phổ biến. Chính xác. Nó càng cần thiết nữa. Anh không biết nhưng mà anh có rất là nhiều những người bạn của mình đó là bắt đầu thay đổi tính chất công việc luôn. Đúng. Có nghĩa là họ đang bắt đầu phải làm việc work from home ở nhà khá là nhiều. Và dường như là những cái thiết bị smartphone hoặc là những cái thiết bị mà công nghệ điện tử nó sẽ rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đúng để rồi. Mình kết nối với nhau, mình chia sẻ cũng như là đó, dạy học online nè. Cho nên bác thấy nãy giờ là những món quà này là ý nghĩa hết á. Ý nghĩa nha. Ý được nghĩa. Nha. Nó giúp chúng ta đang rất là nhiều thứ, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại bây giờ nữa. Dạ. Yeah. Ok, mọi người thân mến, vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm ra được 4 cặp đôi đã rất là may mắn được Heineken thực hiện cái ước nguyện của mình rồi. Và hy vọng rằng là tất cả các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Bởi vì là tuần sau chúng tôi lại mở ra một lần nữa cái không gian này dành cho tất cả các bạn khán giả của Heineken. Các bạn hãy làm thử biết đâu được mình trúng nha. Bây giờ cách thức vô cùng đơn giản thôi, từ 0 giờ tối ngày hôm nay, thì 0 giờ tối ngày 10 rồi.
tháng 12 và chúng tôi sẽ đóng lại vào 0 giờ tối ngày 16 tháng 12 okay. năm 2021 các bạn nha. Rồi và cái cách thức vô cùng đơn giản. Bước 1 thì các bạn chỉ cần truy cập vào website của heineken.2022monquà.com.vn. Bước 2 là các bạn hãy xác nhận giúp Minh Sù đi cái thông tin này vô cùng quan trọng là 18 tuổi. Cái này quan trọng nha. Quan trọng. Thông tin quan trọng. Để chúng ta sẽ tiếp tục tham gia vào chương trình. Đó, và các bạn có thể là đăng nhập vào cái website bằng tài khoản Google hoặc là Facebook. Ok. Rồi, các bạn có thể là tiếp tục là bước thứ 3 là tạo cái thiệp mừng với cái quà tặng mong muốn và cái lý do cái món quà của chúng ta sẽ nhận được cái giải thưởng như thế nào. Nhưng mà có lý do này quan trọng hơn nè. Lý do gì? Cái micro của anh nó lọt ra ngoài nè. Nó lọt luôn à? Đó chưa. Không sao cả. Nói chung là không ảnh hưởng gì. Anh như thế nào cũng được, miễn các bạn nghe được cái thông tin của anh là được. Chắc chắn. Chuẩn. Bước thứ 3 các bạn làm xong đúng không ạ? Tạo thiệp rồi thì bước thứ 4 các bạn hãy chia sẻ cái thiệp này lên Facebook. Đó. Và bước thứ 5 là các bạn sẽ nhập thông tin cá nhân của người tạo thiệp nè, cái người nhận nè, để ban tổ chức có thể là liên hệ để trao thưởng nếu cho mà các bạn may mắn trúng thưởng đúng không? Nhưng lưu ý là phải đúng địa chỉ, đúng cái nơi. Cái này quan trọng nha, chứ đừng có giống như phát được trước nha. Gửi sai địa chỉ đi xa lắm. Ok. Và bước 6 thì ban tổ chức sẽ gửi lại cho các bạn một cái mã dự thưởng tạo tự động từ hệ thống đến email của các bạn, những cái người đã đăng ký cùng với chương trình. Và đó, có cái mã đó, như ngày hôm nay các bạn thấy là chúng ta đã bắt đầu quay số ngẫu nhiên thì cái mã đó nó sẽ xuất hiện. Cứ hàng tuần chúng tôi sẽ tìm ra được 4 cặp đôi may mắn. Wow. Thật sự rất là hấp dẫn. Khi mà ở đây đi mọi người mới thấy được là cái sức nóng, bởi vì là quà liên tục luôn và Phát nghĩ là tuần sau Phát cũng sẽ phải chơi đó. Chơi chứ. Trời, tuần sau mà Minh Sù ngồi đây mà Minh Sù thấy cái tên là người gửi liên bệnh Phát gửi tặng cho Minh Sù. Nhìn xuống thấy Phát đang ở dưới chuẩn bị lấy quà luôn. Em đôi khi á mình phải chia sẻ thì mình mới nhận được, hiểu không? Ví dụ như người gửi liên bệnh Phát, người nhận mới là Minh Sù. Ví dụ như là bây giờ hai này mình bàn trước. Mình còn phải coi vào nhiều yếu tố nữa đó anh. Để coi cái thái độ của anh ngày hôm nay đối xử với em như thế nào. Phát nữa. Tuyệt vời lắm em. Hôm nay cái mái tóc bồng bềnh của em rất là quyến rũ hấp dẫn nha. Em muốn nghe phần quà tiếp theo ạ. Và chúng tôi sẽ còn lại một chiếc hộp nữa trên bốn chiếc hộp bí mật ẩn ngày hôm nay. Rồi, xin mời. Trong 4 chiếc hộp này á thì chiếc hộp cuối cùng này sẽ rất quan trọng. Dành cho tất cả các bạn sẽ dự đoán được rõ nhất nhân vật khách mời tuần sau là ai. Bởi vì là cái giải thưởng này nó còn cao hơn cái giải thưởng mà chúng ta săn. Đó. Vậy là trong đây là cái hint thôi. Là tới 50 bạn may mắn dự đoán đúng và hợp lệ sẽ nhận được là 2 thùng bia 24 lon. Bất kỳ mà đúng không? Cái giải thưởng nó còn cao hơn nữa. Đúng chưa? Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời Phát. Dạ. Và hộp quà thứ tư, chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời. Vô. Đây là một gợi ý dành cho tất cả các bạn sẽ dự đoán được nghệ sĩ khách mời tuần sau là ai. Phát đọc được không? Là giám khảo một cuộc thi về rap rất là hot liên tiếp 2 mùa. Ê, nếu mà sâu chuỗi lại với hai cái gợi ý đầu nữa. R&B nè. R&B. Rap nè. Rap. Melodic rap nè. Đó. Và là tham gia một cái game chương trình về rap. Dễ ẹt rồi gì nữa. Không, em bật mí cho các bạn nha. Các bạn đang comment trên livestream này á, Minh Sù thấy là có bạn đã đoán đúng rồi. Nhưng mà Minh Sù sẽ không công bố cái đáp án chính xác. Nhưng mà để cho các bạn cứ tiếp tục tham gia, tại vì quay số ngẫu nhiên may mắn. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải comment đúng cái cú pháp nữa. Rồi, thì mời Phát chia sẻ lại. Chúng ta đơn giản thôi, không cần phải có một cái nội dung gì cả. Nội dung chúng ta là 4 cái hashtag, đó là Heineken nè. Hashtag đón lễ hội kỳ diệu. Đúng. Hashtag 2020 món quà. Chính xác. Và hashtag cuối cùng đó là tên của cái vị khách mời đó. Và lưu ý tên khách mời các bạn sẽ ghi không dấu và ghi liên tiếp nha. Ok, đồng ý. Rồi, và chương trình sẽ đóng comment của các bạn nha. Vào lúc 23:59 ngày thứ 3 hàng tuần. Và chúng tôi sẽ công bố vào cái ngày lên sóng livestream trực tiếp. Hồi nãy Phát có hình như là nói lộn cái hashtag 2022 chứ không phải là 2020 nha mọi người. Ok. 2022 nha. Hashtag 2022 món quà. Dạ, 2022 đúng rồi. Tuyệt vời. Rồi, và giải thưởng của 50 bạn khán giả có đáp án chính xác và cú pháp hợp lệ đó chính là cái giải tận hưởng cùng Heineken. Mỗi giải là một thùng bia Heineken 24 lon. Wow. Xin. Rồi, bây giờ anh nói thiệt với em á, quà nè, quà từ quà bự tới quà nhỏ nè, đúng không? Quà khắp nơi đúng không? Rồi. Thì bây giờ các bạn có còn nhớ không?
khi bắt đầu bước vào chương trình này, tập đầu tiên, thì chúng ta có tham gia một cái mini game nhỏ, 15 phút đóng. Tới chưa? Tới đâu? Ấy bây giờ hả? Bây giờ luôn. Là bây giờ là cái thời điểm mình sẽ tìm được hai cái người may mắn trúng được hai chiếc điện thoại. Ai mà iPhone 13 mà đồ dung lượng 1T mà đã bài. Rồi. Phải không? Trời ơi, tìm tập thành thịt. Dạ. Yeah. Bây giờ Minh Sù nghĩ rằng là các bạn nên theo dõi trên màn hình của chúng ta đó là thật là kỹ. Biết đâu cái tên của mình hiện ra. Trời ơi, mình phải chụp lại cái màn hình này để kỷ niệm. Yeah. Kỷ niệm với chương trình, đúng không? Biết đâu mình khoe lên Facebook cá nhân là tôi đã chiến thắng cái giải thưởng này rồi. Trời ơi, niềm vui nhân lên bao nhiêu lần nữa, tự hào. Rồi. Thì từ nãy giờ các bạn mà đã tham gia cái chương trình này rồi thì ngay bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem tên của chúng ta có được hiện lên hay không nha. Đồng ý. Okay. Hiện nay thì chúng ta bắt đầu thấy cái hộp quà hồi hộp giống như là cái tim mình đập ấy. Đúng rồi. Đúng, lớn nhỏ. Và bây giờ sau khẩu lệnh 321 của Minh Dù và Lê Minh Phát thì cái tên sẽ hiện lên. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. 3 2 1 lên. Bắt đầu. Và chủ nhân đầu tiên của chiếc iPhone 13 Pro là bạn Ngọc Hiếu. Trời ơi, ước ao được tặng điện thoại mới vì điện thoại đã cũ. Ủa hay vậy? Ủa hay vậy? Tuyệt vời. Wow. Bởi thế mới nói các bạn ơi, mình sẽ thấy là vũ trụ sẽ nhìn thấy năng lượng này. Thấy được đó. Tại vì mình không nói ra, mình không ước mơ, mình không ước muốn thì làm sao nó tới. Đúng rồi. Mình không... Cái này là anh học được nha. Hay Phát. Hay nha. Có nghĩa là khi mà anh muốn làm một cái chuyện gì đó, anh phải nói ra với một ai đó xung quanh. Mình gửi cái thông điệp đó tới vũ trụ. Không, bây giờ không cần tới vũ trụ, gửi người xung quanh thôi. Nhưng mà được gửi tới chương trình Henneken. Thì là chương trình Henneken là tặng liền. Đó. À, Phát gửi cái luôn được không ạ? Gửi cái gì ạ? À, Phát gửi một căn gần căn trung tâm được không? Hai quả tim vàng. Thôi, bây giờ mình tới một cái giải thưởng thứ hai của cái chiếc điện thoại iPhone 13 Pro, okay. 1T nữa. Là thêm chỉ, một chủ nhân nữa. Đúng rồi, chỉ có một bạn vừa được công bố thôi, bây giờ sẽ là bạn tiếp theo. Okay. Hồi hộp chờ đợi xem một lần nữa nha. Hộp quà lên, thình thịch, Hai. Một, lên. Xin mời. Ngẫu nhiên may mắn ba. Chủ nhân là bạn Duy Khang. À, mình muốn trúng là một chiếc điện thoại iPhone 13 luôn kìa. Để tặng cho mẹ. Wow, vì mẹ mình, điện thoại của mẹ đã cũ rồi và không phải là điện thoại thông minh. Ồ, dễ thương. Không, cái này đúng nha và hoàn toàn là quá đáng yêu á. Tại vì bố mẹ anh cũng vậy, bố mẹ anh xài điện thoại không phải là điện thoại thông minh. Đúng rồi. Chỉ là cái điện thoại bình thường, tại vì bố mẹ hay nói là trời ơi, chỉ muốn nghe gọi thôi mà. Đúng hoặc rồi. Là lâu lâu mới nhắn tin được một tin. Không cần thiết đó, nhưng mà ngày hôm nay thật sự phải nói là Henneken đã bắt đầu phát triển lên thêm những cái ước mơ đó. Tôi nghĩ là tại vì người lớn tuổi thì họ không có sử dụng quá nhiều cái tính năng trong điện thoại iPhone, nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà đọc cái thông điệp, cái món quà của bạn này thì đúng là thật sự là xúc động, quá xúc động, muốn tặng cho mẹ mình. Dạ. Wow. Không, cái này xin hỏi ban tổ chức là tuần sau em có thể tham gia, em len lén tham gia được không ạ? À, MC vâng. Là vẫn đứng xuyên suốt 8 tập đúng không ạ? À? Vâng, quý vị thân mến, và lưu ý một lần nữa đối với chương trình của Henneken của chúng tôi đón lễ hội kỳ diệu này á, thì chúng tôi xin được thông báo với tất cả những ai muốn tham gia vào chương trình này thì phải từ 18 tuổi trở lên mọi người nhé. Và đặc biệt hơn hết là chúng tôi vẫn luôn luôn mong muốn một cái sự an tâm an toàn nhất cho tất cả chúng ta. Đã sử dụng rượu bia rồi thì nói không với lái xe nha mọi người nha, để chúng ta có thể là hạnh phúc nhất và chúng ta sẽ lan tỏa được cái năng lượng này tuyệt vời đến với tất cả những người xung quanh nữa. Và xin được chúc mừng cho hai bạn khán giả may mắn với chiếc điện thoại iPhone 13 Pro 1T. Vậy là mình đã tìm được hai chủ nhân của hai chiếc điện thoại rồi. Rồi. Bốn hộp quà xong rồi. Bốn cái cặp vé xong chưa? Xong luôn rồi. Xong rồi. Ủa, bây giờ còn gì đâu? Ôi, vậy là hết chương trình rồi hả? Không có, không có em. Còn xuống bình tĩnh, còn nữa. À, còn anh nói với em rồi mà, cho tới lúc em về vẫn còn quà mà. Ghê vậy. Và bây giờ mọi người thân mến, mình sẽ lại mở ra tiếp một cái mini game nhỏ nữa để cho tất cả các bạn sẽ cùng tham gia nhận quà cùng với chúng tôi bằng cách là chúng ta sẽ chia sẻ và dự đoán thôi. Cũng như là mình sẽ cùng với cái trang web của chương trình, đó chính là henneken.2022monquà.com.vn để cùng nhau tạo thiệp, những cái thiệp lời chúc hoặc là những cái lời ước nguyện của các bạn, lý do các bạn gửi cái lời chúc đó, tấm thiệp này đến với một ai đó bất kỳ nha. Và bắt đầu từ tuần thứ hai, bắt đầu từ tập thứ hai của chuỗi livestream này thì chúng tôi sẽ có một cái giải thưởng nữa, đó chính là giải thưởng điều ước được bình chọn nhiều nhất hàng tuần. Ví dụ tuần sau này điều ước xong rồi, điều ước được bình chọn nhiều nhất, nhưng mà cách thức chơi làm sao? Dễ,
bây giờ anh lên website. Rồi. Sau đó anh tạo một cái thiệp. Ok. Lời chúc. Rồi. Đúng không? Hợp lệ nha. Rồi. Hợp lệ nha, xong xuôi hết nha. Ừ. Anh sẽ copy cái đường link đó. Ừ. Khi mà anh share về Facebook cá nhân của anh rồi nha. Rồi. Anh sẽ copy cái đường link đó. Ừ. Thì anh sẽ bắt đầu anh dán vô trong cái comment ở phía dưới của cái thông báo của chương trình. Ừ. Thông báo thì bắt đầu khi nào bắt đầu từ ngày mai. À. Hôm nay là kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai chương trình sẽ bắt đầu lên một cái post thông báo cho các bạn là một cái mini game mới bắt đầu. Đó, thì các bạn chỉ cần copy cái đường link mà các bạn đã tạo cái tấm thiệp đó và dán vào trong comment. Sau đó các bạn kêu gọi bà con, hàng xóm, bạn bè thân thuộc, anh chị em họ hàng, anh chị em họ hàng vô bình chọn, comment, like, team. Là mình có được bao nhiêu giải? Mình sẽ có những giải thưởng khác nhau. Bây giờ nha, mỗi tuần của chương trình sẽ có một giải. Đó. Và cái giải của và cái giải thưởng này đó chính là rất là cao, một cặp loa. Một cặp loa giá trị lên tới 12 triệu đồng với thương hiệu đó chính là Hartmann Cardon. Nhiều quà thiệt luôn. Nhiều quà. Rất nhiều nha. Cái này là giải thưởng hàng tuần nha. Đó. Và khi mà cái người mà tạo thiệp nhận được cái giải thưởng này thì cái người nhận được cũng sẽ nhận được luôn. Có nghĩa là cả người gửi và người nhận. Người gửi, người nhận đều nhận được hết. Rất là hay đúng chưa? Tuyệt vời luôn. Và trải qua hết 8 tập phát sóng của chương trình thì sẽ có thêm một cái mini game nhỏ nữa là chúng ta sẽ tìm ra được một cái tấm thiệp được bình chọn nhiều nhất qua cả chuỗi livestream của Heineken. Là có một cái giải chung cuộc nữa. Giải chung cuộc nữa. Hay vậy vậy. Quá trời quà mà em. Quá quà thiệt, đúng nhiều luôn. Thật sự là như vậy. Bây giờ đúng là ngợp luôn á. Cho nên là anh hy vọng rằng là tất cả các bạn sẽ thử xem mình nói ra cái điều ước của mình đi. Đó, và giải chung cuộc của chương trình đó mọi người cũng sẽ được thực hiện cái điều ước này dành cho người nhận và cái người gửi luôn. Quá là tuyệt vời. Phát nghĩ là chúng ta tại sao lại không tham gia chứ đúng không? Đúng rồi. Nó thật sự là nó quá dễ. Nó quá đơn giản để mình tham gia. Có những cái cách thức hướng dẫn rất là cụ thể để mình tham gia từng bước một, đúng không? Dạ, chính xác. Và cơ hội nhận quà quá nhiều, xác suất quá nhiều. Và tối đa cái giải thưởng mà được thực hiện điều ước á mọi người là sẽ lên tới 100 triệu đồng. Cho nên là chúng ta một lần nữa hy vọng rằng là tất cả các bạn sẽ cùng tham gia 100 triệu đồng cho một người thôi nha Phát nha. Tức là và người gửi và người thiệp là 200. Là 200, đó, là 200. Cho nên là cứ mỗi tuần như vậy thì Heineken sẽ trao thưởng cho 4 cặp đôi may mắn nhất và thực hiện điều ước. Và quý vị thân mến, thật sự ra là ngày hôm nay thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều thời gian cùng với nhau và thấy cùng là rất là Phát. Nhiều chương trình để mình nhận quà luôn đó nha. Đúng rồi. Trong đó em có chương trình gì? Magic Hour. Magic Hour, dạ. Gần sắp kết thúc rồi. Tại vì chương trình này chỉ được mở ra song song với cái livestream thôi. Và sau khi livestream kết thúc thì chương trình này cũng sẽ dừng lại luôn. Và các bạn sẽ chờ đợi tới cái livestream tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với Magic Hour nữa. Okay. Nha. Và các bạn cứ nhanh tay đi, mình cứ lên trên này và mình chơi cái game, cái hoạt động là Magic Hour này để có thể nhận những cái món quà rất là dễ thương của chương trình Heineken, rất là tuyệt vời. Như vậy là đoán tên của khách mời tuần sau nè, là có thể nhận quà rồi nè. Chính xác. Lên cái Magic Hour để mình tham gia cái Microsoft cho đó, có thể nhận quà nè. Đồng ý luôn. Rồi viết thiệp mời ở trên đó nè, lại là nằm có thể được tặng những cái món quà mà mình ao ước trong đó nữa nè. Đúng rồi. Rồi tham gia trong quá trình livestream, bình luận ở phía bên dưới, có thể nhận được iPhone. Đã quá ha. Trời ơi, tặng loa nó sẽ nhiều quà. Em ơi, gia đình Heineken của chúng tôi đã là lễ hội mà em ha. Đúng, quà nó cũng sẽ là lễ hội luôn. Hay gì lúc mà Phát nhận tham gia cái chương trình này thì bên Heineken có nói là Heineken năm nay sẽ chơi lớn. À. Có nghĩa là thay mặt tất cả mọi người tặng quà cho tất cả những người khác. Thế bây giờ ngày hôm nay nè, ngồi với nhau, lâu lắm rồi anh em ta mới có cái cơ hội được song hành với nhau trong một cái show gì đó. Mà hôm nay là cái show rất đặc biệt và ý nghĩa nữa. Đúng. Thì cũng gần hết cái thời lượng của chương trình rồi. Ừ. Thì Phát có thể là cho anh biết cái cảm xúc cá nhân của mình khi mà mình vừa mang may mắn cho tất cả mọi người đó, thông báo những cái đó. Thì cái cảm giác của em như thế nào? Thật ra ngày hôm nay khi mà ở đây đó là Phát thứ nhất là rất là háo hức rồi. Và thứ hai đó, khi mà đồng hành cùng với là chương trình ngày hôm nay của Heineken đó, thì Phát thấy là wow, mình đã rất là may mắn, mình vinh dự khi mà được cùng với lại anh Minh Xù cũng như là Heineken gửi tặng những cái phần quà ý nghĩa cũng như là những cái lời chúc đến cho tất cả quý vị khán giả, những ai mà đã đồng hành cũng như là đang theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay. Phát thấy chương trình ngày hôm nay rất là ý nghĩa nha. Tuần sau Phát có thể chơi nha. Ok nha, chúc Phát may mắn nha. Ok, Phát thấy anh đang cầm hai lon bia đúng không? Hiện nay trên đây thì có rất là nhiều dòng khác nhau. Okay. Nhưng mà anh sẽ gửi tặng Phát cái này để cho nó bật lên so với cái màu áo của em. Okay. Còn anh mặc cái này thì nó sẽ bật Silver, lên màu áo của anh. Ha. Ok, hôm nay thì tất cả chúng ta đã
cùng nhau trải qua những cái giây phút rất là ý nghĩa, rất là dễ thương. Mà Minh Xù sẽ dùng cái từ là thăng hoa trong cái cảm xúc này. Và chúng tôi đã tung ra cho cái livestream đầu tiên của chuỗi chương trình livestream của Heineken, đó chính là 2022 món quà rồi. Và đã có rất là nhiều những người đang nở nụ cười, rất là hạnh phúc khi mà nhận được quà. Và đặc biệt hơn hết là tuần này phát mình cũng đã trao cho 4 cặp may mắn. Nói chung là thực hiện được người kết nối và đứng chính giữa để mà giúp cho Heineken trao tặng những phần quà đến cho những người may mắn, đúng không ạ? Đồng ý. Và hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ cùng với chương trình này sẽ tiếp tục cái hành trình vào tập thứ 2, tập thứ 3 và tới tập thứ 8 luôn, để chúng ta sẽ lan tỏa nhiều hơn những cái thông điệp ý nghĩa của Heineken. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả một lần nữa đã đồng hành cùng với chúng tôi trong cái livestream ngày hôm nay. Và bây giờ cái giây phút cuối cùng rồi, không thể cầm bia mà không chia với nhau một cái. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đợi gì nữa, đúng không anh? Và xin được cảm ơn các bạn một lần nữa. Cảm ơn Lee Minh Phát đã đến với đêm livestream đầu tiên của chương trình đón lễ hội kỳ diệu của Heineken. Và Minh Xù cũng như Lee Minh Phát xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ tuần sau, đó chính là 19 giờ ngày thứ năm trên fanpage chính thức của Heineken Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cheers. Yeah. Sức khỏe nha. Sức khỏe.